Hello anh em. Quỹ phát trực tiếp à? Hello anh em nha. Lật máy phát xạ. Chào bạn Khiếu Cường nhá. Hello anh em nghe rõ không ạ? Mình check xem nào. Nó có lên live stream được ở đây không? Hello, hello anh em. Mình không tự xem được livestream của mình ở trên máy tính à? Chào bạn 104 1404 BQ nhá. Hello anh em. Ok, rảnh chúng ta lên livestream giao lưu với nhau một chút nhá. Hello, hello anh em. Hello, hello anh em. Mình mới lên, chào Kiều Cường nhé. Mình mới lên TikTok được có mấy tháng mà cũng không chăm làm lắm. Đợt này thì mới chăm làm TikTok hơn để có thể giao lưu được nhiều với anh em hơn. Chào Trọng Phúc nhá. Ok, anh em rảnh thì vào giao lưu chém gió đủ mọi thể loại trên đời nhá. Tâm lý tình cảm cho đến các kiểu các thứ nha. Mình thử tắt cái đèn này đi. Ai sai nhìn nó huyền ảo hơn nha. Nhìn nó hơi căng thẳng nha. Nhìn nó hơi bị gắt. Chào Công Tun nhá. Chào Triều Tuấn nhá. Chào Thanh Vlog. Chào Kim Oanh. Chào một bạn dãy số. Chào Promin. Chào Quang Kiều. Chào Seo Ngô Hun. Chào User. Chào Lam Anh. Ok, xin chào tất cả anh em. Mình là Kiên. Khá là lâu rồi thì đợt này mình mới livestream giao lưu lại với anh em. Hôm trước thì mình có livestream cách đây 2 hôm. Thì thấy anh em phản ứng khá là tốt và anh em có vẻ là thích thích xem livestream của mình. Thì bật cái đèn lên nó có ảo hiệu rượu không nhá. Ảo rượu hơn chưa anh em? Phải là Kiên điện ảnh ạ. Chào bạn Quang Kiều. Sáng quá nhỉ. Thử tí đèn livestream của chị em mà nó sáng tưng bừng quá. Mình thử, mình đang test đợt này đang test mấy quả ánh sáng. Đây, ánh sáng vàng này. Đấy, đang test tí ánh sáng chói quá. Chói thực sự anh em ạ, nó kính nhưng đỡ chói. Này các chị em thích kiểu nó có một cái vòng trong mắt này nhưng mà sáng nó bị đều quá. Mình thì mình thích ánh sáng từ một bên đến hơn. Đúng rồi, mình đang đánh một cái đèn từ trên này xuống, đang test thử quả đèn đèn livestream của chị em tí mà. Còn mình thường là mình vẫn đang dùng hai cái đèn, đánh 45 hoặc đánh 23 độ chéo với nhau. Thôi để kiểu này nhìn cho nó khác, cho nó huyền ảo. Mình thích nó kiểu shadow nó mạnh một chút. Hello, chào bạn Long Chiến nhá. Chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ giao lưu các thể loại trên đời bởi vì dịch ở nhà chán quá. Dịch ở nhà chán quá. Lên giao lưu chém gió với anh em một chút về chủ đề đời sống, về chủ đề linh tinh beng, về máy ảnh, máy ủng các thứ. Từ trước giờ mình toàn livestream về máy ảnh, đợt này sẽ livestream thêm đời sống này rồi các kiểu này. Ok, mọi người vào đấy ạ. TikTok là không biết có tính nhạc bản quyền không nhỉ? Mình bật tí nhạc vậy cho nó sôi động. Ok anh em vào đi ạ. Kiếm tí nhạc nha. Chào bạn Phộng Phạm Tùng đi. Chào Hải Minh. Chào Việt Búp. Làm tí nhạc cái nhỉ. Nhạc gắt quá anh em ạ. Ok, hello anh em. Rồi, ok anh em vào đi ạ, cứ đặt câu hỏi đi ạ. Một lát nữa thì mình bắt đầu trả lời và giao lưu anh em nhá. Tăng 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 tăng. Hello. Để mình mở thử xem có anh em nào muốn giao lưu cùng không ạ. Anh em giao lưu đua cùng mình, thấy cái TikTok này nó có nghe hay là có đua.
có thể live stream cùng nhau để mình xem nào. Bình luận chủ đề. Có ai có yêu cầu live stream cùng không? Anh em mình giao lưu chém gió với mọi người một chút. Live stream đôi, cái này có vẻ khá hay. Còn tí nhạc gắt. Yên tâm nhé, live stream không bán hàng bán họ gì đâu. Anh em cứ vào chơi giao lưu với mình đi. Hiện tại thì dịch dã quá. Ở nhà bây giờ chủ yếu là làm clip, đóng hàng, phục vụ anh em. Sau đó thì ra rất là nhiều cái video về máy này, về ống này, về những điều lên tránh, rồi những cái top máy ảnh là bọn mình lên khá nhiều. Nên mình hiện tại thì cũng đang có chương trình, khá là nhiều chương trình. Thì anh em nào quan tâm đến chương trình thì có thể xem lại những cái video giới thiệu trên kênh, hoặc có thể lên fanpage của mình Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Sẽ có rất là nhiều cái chương trình để hỗ trợ anh em mùa dịch. Còn về live stream mình cũng không bán hàng live stream, bởi vì không biết bán hàng live stream như nào. Mà thực sự live stream thì cũng muốn để là lơi anh em mình chém gió với nhau thôi. Chém gió về cuộc sống, cuộc sủng, biết đâu dấn thân được vào streamer mặc dù không biết chơi game. Ok, anh em vào đi ạ. Anh em nay thích trao đổi về chủ đề gì nhỉ? Về review chi tiết thì anh em cứ comment, hoặc có thể là comment dưới các video để bọn mình sẽ tổng hợp lại, và sau đó thì sẽ lên những cái video review chi tiết cho anh em. Hầu hết thì các video về các máy ống cơ bản thì mình đã làm trên YouTube một cách rất là chi tiết. Còn lại trên TikTok là chủ yếu là mình sẽ điểm qua này, rồi nêu ra những cái nổi bật nhất, nó gần như kiểu vắn tắt ấy, kiểu rút gọn của YouTube ấy. Nhưng mà yên tâm, nội dung trên YouTube và nội dung trên TikTok sẽ không giống nhau. Ok, mọi người vào đi ạ. Rồi like vui chơi chém gió với anh em thôi, bán hàng bán họ quá. Anh em thích làm về chủ đề gì nhỉ? Nghiên cứu không có chủ đề gì là nói chuyện với anh em nhé. Có cái nhạc nào khác không nhỉ? Rồi đổi sang quả nhạc này đi, biết tí có dính bản quyền không? Anh em thích giao lưu về chủ đề gì ạ? Chào bạn Phạm Tùng Đi nhá. Chào Kaka Kiki nhá. Chào Mai Hoàng Đạt nhá. Chào Vepa Maika. Chào Toàn Lê 486. Chào Văn Thể Võ. Chào Nguyễn Chi. Chào Hoàng. Chào Hoa Văn Vũ. Ok mọi người vào đi ạ. Vào live stream đi, mình còn chưa biết là trên này live stream nó khác TikTok với YouTube cái gì. Nào xem nay anh em nói chuyện gì nhỉ? Ở trên này thì không biết là có nhiều anh em mà làm TikTok không? Làm tức là không chỉ lên TikTok chơi, TikTok xem, mà có thể phát triển kênh TikTok không? Thì anh em mình giao lưu tí. Tại vì mình cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng mà mình cũng muốn giao lưu với anh em để xem có thêm kinh nghiệm làm TikTok. Hoặc là có thể là chúng ta giao lưu để những các bạn bạn ở ngoài kia mà chưa có kinh nghiệm đang muốn làm TikTok, thì chúng ta cùng giao lưu để cho anh em có thể cùng làm TikTok. 6D bây giờ giá tầm 8 cho đến khoảng 16 triệu. Bên mình hầu hết là hàng đẹp, tầm 95-99% như mới. Thì hiện tại giá bên mình tầm 14 cho đến 16 triệu. Hàng xấu hơn thì bên mình không làm. 2870 thì rất hiếm ở thời điểm bây giờ, nên khó để có thể kiếm được một con đẹp đẹp mà để review cho anh em. 2470L thì nhiều nhé, 2870 thì hơi ít. Chào bạn Xuân Mạnh 02. Chào Đỗ Cao Sơn. Có con nào nhỏ gọn bỏ túi trong tầm giá 15 triệu, cái này thì bạn cố lên một chút. Có một con siêu ngon bỏ túi, đó là mình có hai gợi ý cho bạn, đó là X100V. Và con thứ hai nữa là con GR3, thì là hai chiếc máy bỏ túi siêu ngon. Nhưng mà hai con đấy thì nó cao hơn 15 triệu một chút. Nếu dưới 15 triệu thì bạn có thể chọn X100F, X100V cao hơn nhiều quá. Đó thì là những cái chiếc máy mà siêu nhỏ, cảm biến tầm nhỏ nhỏ một chút, nhưng mà mang lại chất lượng hình ảnh rất là tốt. Và rất tốt luôn ấy. Mấy cái chiếc đó thì kiểu anh em kiểu chụp street light mà cần một chiếc ống fix rồi các thứ, thì họ sử dụng những chiếc máy nhỏ đấy làm một máy backup, hoặc là để một cái máy bỏ túi để họ có thể sáng tác ở bất cứ đâu, sáng tác ở mọi nơi luôn, chụp đường phố mà. Tầm 11-12 triệu thì mua được 6D cũ nhá, nhưng mà tình trạng của nó thì sẽ không được đẹp đâu. Và thường là tầm 11-12 triệu nó đã khá là cũ và được dân chụp dịch vụ, mọi người đã sử dụng qua. Chính vì vậy thì nó hơi tã nếu anh em làm dịch vụ.
thì có thể mua con đấy. Còn lại anh em chủ chơi mình cứ khuyên lấy hàng đẹp, không nên lấy hàng xấu làm gì. 60D thì nhờ công 93, 60D hiện tại dùng vẫn ok. Nói chung là như là bạn chọn máy đẹp một chút. 60D thì giá giờ nó cũng mềm mà. 60D, 7D giờ giá rất mềm. 10 triệu là chọn được 60D cộng 7D cộng có đống ngon ngon rồi. Nhạc cũng to quá không anh em? Anh em có nghe rõ không ạ? Ok, anh em nghe rõ thì ấn số 1 cho mình nhá. Phần âm thanh có được không? Ok, anh em phần âm thanh ok thì anh em ấn số 1 nhá. Phần âm thanh mà chưa ok thì anh em ấn số 0 giúp mình nhá. Để mình xem là mình cho to nhạc lên hay nhỏ nhạc đi nhá. Chưa có nhạc là hợp tí nhỉ? Kiếm quả nhạc gì mà không dính bản quyền mà hợp tí nhỉ? Mình đang tìm nhạc anh em ơi. Ok anh em. Rồi, hầu hết mọi người đều ấn số 1. Đều ấn số 1 anh em ấn đi ạ. Số 1 nếu mà cảm thấy chất lượng đường truyền âm thanh hình ảnh ok. À có anh em nào hỏi chủ đề gì ngoài máy ảnh nhiếp ảnh không? Giao lưu cuộc sống tí không? Tâm sự hỏi đáp không? Tâm sự hỏi đáp gì không? Lý Công D 7100 kèm 18105 chụp ảnh phong cảnh thì ok. Người anh em có thể lấy 18105 cũng được. Đây là con ống ngon đủ rẻ. Còn không thì anh em có thể nâng cấp lên một số ống tốt hơn. Dịch này thì mình không đi chụp ở đâu cả anh em ạ. Mình đi quay mình không đi quay được. Làm vlog thì hầu hết là ngồi trong nhà ở đây. Đúng cái vị trí này mình rất là hay ngồi để có thể quay quay vlog rồi quay những cái video phục vụ anh em. Chả đi đâu được hầu hết thì bây giờ trừ một số địa phương mà chưa dính dịch thì khách của mình vẫn ship máy anh em vẫn có thể đi gửi lại cho mình một số cái ảnh mà các bạn đã chụp, nhưng mà hầu hết thì không. Ví dụ như là bây giờ gần như khu vực Hồ Chí Minh hay loanh quanh đấy, Bình Dương rồi các thứ thì dịch cũng rất là căng, hầu hết là anh em chấp hành chỉ thị 16, anh em ở nhà. Ngay cả quanh khu vực Hà Nội này thì cũng có anh em có dám đi đến đâu đâu, có dám đi đâu, hầu hết là anh em sẽ ở nhà tuân thủ thôi. Bây giờ ra ngoài mua thức ăn là cùng nữa chứ có dám đi đâu. Còn một số vùng ví dụ như là bây giờ Hải Phòng, Quảng Ninh thì những chỗ bạn mình nó chưa cách ly thì vẫn đi chụp được anh em nhé. Không biết anh em ở đâu nhỉ? Anh em điểm danh anh em ở đâu? Bạn Trung Lê câu hỏi là các lông 60D kèm Sigma 1750 giá bao nhiêu? Con này thì bây giờ giá nó loanh quanh khoảng tầm 10 triệu, 9 triệu cho đến khoảng 12 triệu như tùy tình trạng hàng cho cả bộ. Nhá anh em nhá. Bộ này thì chụp thì quá đỉnh đúng không? Tại vì ống cũng ổn cho chụp mà máy thì cũng ổn cho chụp. Bộ đấy thì không hỗ trợ quay nhiều. A 6000 đồng kit thì bây giờ cũng vẫn rất ok nhá. Nhưng mà bây giờ bắt đầu có tình trạng máy xấu rất là nhiều thì anh em cứ chọn bộ đẹp mà chơi. Bộ đẹp bây giờ có đến khoảng 8 đến 10 triệu đâu. Mình đang hết len 1728 Tamron for Sony nhá. Có sẵn len 16 35 F4 CZ hoặc là mình đang có 2875 Tamron cho Sony nhá. 70-200 đời đầu bây giờ giá loanh quanh khoảng tầm 11 cho đến 15 triệu tùy tình trạng hàng. Bên mình còn loại khoảng 12, 13, 14 gì đó. 70-200 đời 3 thì bây giờ giá nó khoảng loanh quanh khoảng... À đây là L2, 70-200 L2 thì hiện tại bên mình đang có một con khá là rẻ. 70-200 L2 mình có một con nó còn ổn, mọi thứ ngon lành, laptop thì nó có một xíu. Xước răm tiếng trước nó giảm được 3 triệu, bây giờ còn 2-3 triệu rưỡi anh em nhé. XT200 kit thì bây giờ anh em lấy mới thôi. A7R2 thì bây giờ nó loanh quanh khoảng tầm 20 cho đến 22 triệu cho hàng khá đẹp cho đến rất đẹp đó. Nhưng mà R2 mình cũng đang hết rồi. Giờ này chỉ còn S2 thì đang có một con giá loanh quanh khoảng tầm 21 triệu cho anh em giá rẻ đủ. 6D2 thì giờ giá từ khoảng 20 cho đến khoảng 26 triệu. Bên mình chỉ còn hàng đẹp thôi. Khoảng 24 đến 25 rưỡi. Bạn Cathy Photography đang ở Buôn Ma Thuột. Ở Buôn Ma Thuột ở trên đấy vùng Tây Nguyên, không biết là các bạn dịch bệnh nó có ảnh hưởng nhiều không? Anh em có thể ra ngoài để chụp ảnh không? Anh em điểm danh các đầu cầu anh em đang ở xem là như nào, bởi vì mình cũng đang không nắm được tình hình thực tế lắm. Nhưng mà hiện tại là bọn mình đang off không bán hàng, mình đang không bán hàng offline nữa mà bọn mình bán hàng online. Thì có khá là nhiều địa điểm trên, ví dụ như bọn mình ship qua một vài đơn vị vận chuyển thì họ có thông báo một vài địa điểm không ship được hàng. Còn hầu hết thì các địa điểm bọn mình vẫn ship hàng tầm khoảng 2 ngày đến 3 ngày là ship hàng tới cho anh em. Bây giờ đơn đi vẫn đều lắm anh em. 2470L1 và 2870 thì chất lượng nó không chênh lệch nhiều, nhưng con 2870 á thì đến bây giờ là nó đã quá cũ rồi. Chính vậy thường 2870 bây giờ anh em mua là thường nó hay có cái hiện tượng là nó bị mù, nó gọi là một cái hiện tượng lên mốc ở giữa hai cái thấu kính không thể lau được, nó gọi là mù. Và khi anh em chụp ra ấy, ảnh nó cứ nhờ xót.
Chứ vậy thì thực ra là nếu mà tìm được con nào đẹp bây giờ loanh quanh 7-8 triệu, còn lại con 24-70 thì giá giờ loanh quanh khoảng 10 cho đến khoảng tầm 15 triệu. Len chân dung chụp len chụp chân dung mà của Ly Công thì hiện tại có quá nhiều len, ví dụ như crop bạn có thể chọn 35 f/1.8 dòng DX hoặc là 50 f/1.8, còn lại nếu mà anh em muốn chụp full frame thì nó sẽ có những con như khác là 50 f/1.8, 35 f/1.8, nhiều lắm. Len Ly Công rõ rẻ mà. Trong các dòng thì ở hiện tại là Ly Công đang xuống giá nhất. Ví dụ như bên mình đang có một cái chương trình ưu đãi dành cho Z6. Z6 mới bây giờ bọn mình đang giảm giá còn có 28 triệu. Còn đấy lỗ mấy triệu rồi. Đúng rồi, hiện tại các đơn vị giao hàng như GT, Bưu Điện, Giao Hàng Tiết Kiệm, Giao Hàng Nhanh thì họ vẫn được ship hàng bởi vì họ là luồng xanh. Họ vẫn được ship thì mình vẫn vẫn khi họ vẫn còn ship thì mình vẫn tuân theo chính phủ, đó là mình cũng không ra ngoài. Và những cái đơn vị vận chuyển đấy họ sẽ đến lấy trực tiếp, và bọn mình có những cái có cái chính sách để làm sao mà đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng cũng như là đảm bảo an toàn cho người mua hàng, thì bọn mình vẫn tiến hành bán hàng cho anh em, vẫn hỗ trợ anh em rất là nhiều. Và đợt này thì có chương trình rất là tốt, giá thì gần như đợt này giá tốt nhất trong năm rồi, bởi vì từ năm ngoái mà đỡ dịch một cái là giá cả máy ảnh nó lên nhiều lắm. Em có biết vì sao máy ảnh mà trong mới khoảng loanh quanh một năm trở lại đây thì lần đầu tiên trong lịch sử mình thấy giá máy ảnh ngoài việc giảm nó còn tăng. Còn trước đây thì chưa bao giờ, những cái năm trước đây thì mình chả bao giờ thấy máy nó tăng, hoặc là vào vụ vào mùa thì máy nó chỉ tăng được khoảng 500 một triệu là kinh lắm rồi. Mà đấy là một vài mã hot để anh em đi làm dịch vụ, nó bị cháy hàng, nó mua quá nhiều để anh em đi làm dịch vụ thôi. Nhưng mà trong khoảng một năm nay thì mà giá máy ảnh tăng rất nhiều, kể cả hàng cũ lẫn như hàng mới. Và xu hướng là đợt này mà hết dịch thì mà giá máy ảnh lại tiếp tục tăng thôi. Bởi vì anh em thừa hiểu là cái vấn đề là hiện tại máy ảnh ở Việt Nam gần như không sản xuất được. Có một số cái nhà máy của Canon, của các thứ, nhưng mà hầu hết là những cái nhà máy đấy họ sản xuất máy in hoặc là sản xuất linh kiện thôi, chứ họ sẽ không sản xuất hoàn chỉnh một con máy hay một con ống. Rất là hiếm, ví dụ như Tamron họ có sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà ít lắm. Còn hầu hết là các máy ngon thì một là sản xuất ở trực tiếp ở Nhật, hai là các nhà máy đấy thì họ sẽ đặt ở các nước như Trung Quốc, đặt ở Hồng Kông hoặc đặt ở Thái Lan. Thì cái việc là những cái nhà máy đấy, tất cả các nước kia thì dịch bệnh nó rất là nhiều. Chính vì thế thì cái công suất sản xuất của các nhà máy đấy nó chỉ đạt được mấy chục phần trăm thôi, khoảng 30% thôi. Còn lại cái công suất không đạt được. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà dịch bệnh xảy ra thì cái việc giao thương ngay cả cho hàng chính ngạch cũng như là hàng sách tay rất khó về Việt Nam. Còn đừng nói hàng cũ thì cực kỳ khó về rồi. Chính vì thế thì hàng trong nước nó có một cái lượng nhỏ như thế. Anh em muốn mua hàng mới thì hàng mới cũng lên vì không về được. Hàng cũ cũng lên bởi vì hàng mới không có, sau đó hàng cũ cũng khan hiếm. Chính vì vậy trong khoảng một năm nay thì giá máy ảnh lên khá là nhiều. Đến bây giờ thì nó bắt đầu rẻ một chút, bởi vì hiện tại thì nhu cầu của anh em cũng giảm đi một chút. Cái thứ hai là ship chiếc nó cũng khó khăn hơn trước, nên đâm ra là mọi người thường bán rẻ để nhu cầu xả kho. Nhưng bên mình là lại nhiều chương trình bán rẻ hợp lý, giá hợp lý cho anh em. Bạn Truyền có câu hỏi là 24105 lắp trên 6D thì có ok không? Thì 24105 hiện tại giá nó rơi có khoảng 7 triệu rưỡi cho đến 9 triệu rưỡi cho con hàng từ khá đẹp cho đến hàng lướt đẹp long lanh. Thì con 24105 thì rất là nhiều người anh em chê, bởi vì đấy là một con len kit của các dòng máy full frame đời trước. Bây giờ con kit của nó là 24-70 f/4. Thì như bản thân mình thấy thì là với các con len đấy thì mình đánh giá là ok. Thứ nhất là nó có chống rung lên tới 4 stop. Cái thứ hai là một khẩu ở tiêu cự từ 24 cho đến 105. Con đấy thì anh em nào chụp đa dụng có thêm con fix chụp chân dung là quá ngon. Nếu mà anh em cắm trên full frame, crop thì mua đấy không tiện lắm nhé. Còn với những anh em mà chụp studio, chụp sản phẩm hay chụp cái gì đấy thì con hoặc sự kiện thì 24105 mới quá ngon, chống rung tốt một khẩu. Con đấy thì có mỗi một cái bệnh là hay bị đứt cáp, dây rung ra rung vào nó hay bị đứt cáp, cộng với nó hay bị tuột rung. Còn lại mình thấy ok. Đương nhiên là chất lượng làm sao mà một con len mà tầm trung nó bằng một con len cao cấp như 24-70 đời 2 rồi các thứ được. Đấy là điều đương nhiên, anh em phải hiểu cái điều đấy chứ. Nó mình cũng phải so sánh cùng tầm chứ. Nhiều anh em cứ chê là con 24-105 nào là thế nọ, nào là thế kia. Mình thấy ok, nó cũng là một con len L giá rẻ, chất lượng tốt. Để nói chung là giá rất tốt để anh em bắt đầu. Ở bên mình có nhận thu lại nhé, nhưng mà hiện tại thì dịch bệnh như này cũng khó, rất là khó để thu lại máy. Anh em ship xuống thì nó khó, qua trực tiếp thì bên mình không nhận, tại bọn mình dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến offline rồi. Bạn hỏi câu hỏi là 750D và 60D thì lên chọn con nào? 750D ngang với con nào bán chuyên? 750D ngang với con nào bán chuyên thì không có, bởi vì nó chia ra hai dòng rồi. Ví dụ như về công nghệ thì 750D nó tương đương xem với lại các cái dòng như là nó hơi thấp hơn 77D một chút hoặc thấp hơn 80D một chút.
còn lại thì đấy, cùng phân khúc thì mình lên so sánh, ví dụ cùng tầm công nghệ thì 750D, chúng ta sẽ thường cùng tầm công nghệ so sánh với lại dòng 80D. Còn về nếu mà anh em nào mà muốn quay phim cần nhiều công nghệ, cần wifi, cần có cảm ứng màn hình xoay lật các thứ gọi là nhỏ nhẹ một chút thì mình chọn 750D, còn anh em nào chỉ chụp thôi và cần nó rẻ thì chọn 60D nhá. Còn nếu mà anh em có tiền thì lên hẳn 80D ok hơn. 2470 của Ly Công thì bây giờ giá loanh quanh khoảng tầm 14 cho đến 19 triệu, còn của Canon đời 1 thì nó rơi vào cỡ khoảng tầm 10 cho đến 15 triệu. Giữa lên 55-250 và 70-300 thì nếu em chơi crop thì chọn 55-250 vì nó có chống rung, còn nếu anh em chơi full frame thì chắc chắn là chọn 70-300 rồi. Còn có một con lens ngon hơn đó chính là 55-250 STM, con này cắm crop dùng rất ngon, giá 2.8 triệu, hàng lướt như mới. Mũi anh em. Bây giờ A7 Mark 2 thì vẫn còn tốt mà, nhưng mà giá con đấy thì nó cũng lên khá khá. Bây giờ hàng đẹp nó cũng phải rơi khoảng 18 triệu, hàng xấu thì khoảng 14, 15, 16. A72 lên áp bởi vì A73 lên kinh khủng. 7C thì bây giờ giá cũng khá tốt, nhưng anh em mua mới nhé. Mua cũ thì nó cũng không rẻ, mới là mấy. Con nào ngang A7R2 mà giá tốt mình chưa biết là bạn so ngang cái gì. Ví dụ chụp ảnh thì bạn hoàn toàn có thể lấy DSLR, ví dụ như 6D, 5D3 hoặc là D750 của Ly Công. Chụp thì chả kém con A7R2 chút nào cả. Nhầm, nó không kém A72 thôi, A7R2 cũng nhiều chấm cả. Nhiều chấm như thế thì bạn có thể lấy con D810. D810 thì nó khá khá là nhiều chấm, hoặc dòng Canon 5DS, 5DSR thì nó tương đương với con A7R2 về mảng chụp ấy, nhiều chấm hơn mà giá rẻ hơn A7R2 vào thời điểm hiện tại. RP bản Nhật mình không bán bản Nhật nhé. RP thì mình có bán hàng mới 100%, sách tay, giá 23.5 triệu, giá giờ giảm rẻ lắm. Ngàm zin thì bây giờ rất đắt nhá, anh em lấy ngàm vi chốc đi ạ. Trước đây nó rẻ nhưng ngàm zin giờ đắt lắm. Trước đây ngàm zin bán 2-3 triệu, giờ 4-5 triệu, sợ thật ấy. Anh em cần về giá hay là có muốn tham khảo về tình trạng máy hay các thứ ấy, thì anh em có thể liên hệ với phần mô tả của kênh TikTok này nhé. Mình để rất là nhiều cái đường link mô tả ở đó, thì anh em cần tư vấn này, anh em cần hỗ trợ này, hoặc là anh em cần xem thêm cái gì đó thì anh em có thể click vào đó. Còn lại về giá, nói thật là bởi vì hàng thì bây giờ hầu hết là hàng cũ, anh em cũng sẽ phải xem như này, giá cả nó có đi kèm với cái tình trạng thực tế đúng không. Cái thứ hai là ngoài cái tình trạng cái máy thì anh em nhận được những thứ gì khác, tình trạng bảo hành bao test ra sao, hỗ trợ anh em như thế nào. Vì cái giá của một cái máy cũ nó là như vậy. Bởi vì cái mặt hàng của chúng ta đang trao đổi nó là một cái mặt hàng máy ảnh, nó liên quan đến đồ điện tử, không phải mua xong là chúng ta xong, mà mua xong là chúng ta còn rất nhiều thứ để liên quan đến nhau nữa. Chính vì vậy thì cái phương châm của mình là sẽ phục vụ anh em từ A đến Z. Từ cái việc mà anh em chưa biết chọn một chiếc máy ảnh như nào thì bọn mình làm ra những cái video giúp anh em tự chọn được cho bản thân mình một chiếc máy ảnh phù hợp với nhu cầu và kinh phí. Sau đó thì khi anh em mua máy ảnh rồi thì bọn mình cũng hỗ trợ anh em mua một cái máy ảnh phù hợp, test máy này, rồi mình làm ra những video so sánh các dòng máy với nhau để anh em thấy được cái thực tế tình trạng cái máy ra như nào. Rồi sau đó hậu mãi, rồi sử dụng máy ảnh, rồi các thứ nữa. Ví dụ như bọn mình có một chiếc, mình mới ra mắt quyển 1 của Chinh Phục Nhiếp Ảnh như thế này, thì trong này nó là toàn bộ những cái hướng dẫn sử dụng một chiếc máy ảnh từ A đến Z. Anh em đọc và cày vọc cái này 3 ngày là anh em có thể sử dụng hoàn toàn một chiếc máy ảnh Canon. Nếu mà máy ảnh khác thì anh em sẽ mất thêm 1-2 ngày nữa để xem cái những cái đấy tương ứng cái gì. Chắc đợt tới mình sẽ bổ sung cho quyển này là hướng dẫn sử dụng con bộ Sony nữa. Đó thì sẽ dần bọn mình sẽ bổ sung hết, để trong này nó sẽ có rất là nhiều cái liên quan đến sử dụng máy ảnh mà do bên mình làm ra nhá, do bên mình biên soạn tổng hợp nội dung cũng như là hình ảnh bọn mình tự làm hình ảnh, tự làm video. Ở đây anh em sẽ có những cái QR code như này. Anh em quét ra là có video hướng dẫn của bên mình luôn. Thì bọn mình làm rất là nhiều thứ để có thể hỗ trợ những anh em mới. Chứ các bên khác làm gì có. Bây giờ hãng còn chả có được những cái hướng dẫn như này luôn. Có lens cho Ly Công D3500 chụp chân dung ok. Lens cho con này thì như vừa anh đã nói rồi, cái dòng 3500 này thì chúng ta sẽ phải dùng lens dòng G. Bởi vì cái 3500 này nó sẽ không có motor lấy led trong máy. Chính vì vậy thì anh em phải cần lấy những con ống nó có motor lấy led trong ống, và đó là dòng AF-S là dòng G. Thì có hai lựa chọn rất là phù hợp cho em chụp chân dung. Ba lựa chọn đi, lấy thêm cả con 85 đi. Thì là có 35F1.8, 50F1.8 hoặc 50F1.4 hoặc là 85F1.8. Thì như thế thì người anh em sẽ cắm vào con D3500 và chụp rất ok.
ưu đãi đặt cọc là hiện tại các cái chương trình của bọn mình chỉ áp dụng đến mùng 10 tháng 8 thôi, đó là cái giai đoạn mà hết giãn cách xã hội ở Hà Nội. Thì nếu anh em đặt cọc trong giai đoạn này thì anh em sẽ được giữ nguyên ưu đãi mặc dù anh em chưa lấy ngay trong đợt này. Còn nếu anh em nào lấy ngay trong đợt này thì sẽ được tặng ngay một cuốn chinh phục nhiếp ảnh như này. Cuốn chinh phục nhiếp ảnh này thì bọn mình không bán nhé, chỉ tặng kèm thôi ạ. 10 triệu mua được 6D nhưng bên mình không bán nhé. 6D như thế nó sẽ rất là lát, nó sẽ có rất là nhiều vấn đề liên quan đến bảo hành sau này, nó sẽ rất là mệt mỏi cho bản thân khách và bản thân bên mình. Chính vì vậy thì hầu hết là bọn mình làm hàng đẹp thôi. Thỉnh thoảng có những con khoảng 10, 11 triệu hàng khá số xấu thì bọn mình thanh lý hộ khách. Và cũng chỉ là bao test 7 ngày thôi, bọn mình sẽ không bảo hành cho con đấy, thanh lý đấy, bởi vì giá nó rất rẻ. Còn lại với những cái hàng bọn mình bán ra, bọn mình bảo hành 3 tháng, bao test 1 tuần. Anh em nào cần thì có thể mua thêm gói bảo hành 12 tháng và anh em sẽ được bảo hành 15 tháng. 30 triệu combo chụp chân dung phóng sự cưới thì cũng có khá là nhiều combo phù hợp, mà hai cái giải pháp mình đưa cho anh em đó chính là Canon 5D3 hoặc là D750. Thì đây là hai combo mà mình đã từng dùng đi chụp phóng sự cưới và chân dung rất là nhiều. Cái độ bền nó tốt, khấu hao nó cũng ít, mà cái độ ổn định cao, nó là cái dòng máy tương đối cao cấp rồi, nó cao cấp hơn dòng 6D và dòng D610. Thì hai cái lựa chọn đấy là hai lựa chọn phù hợp. Ống thì anh em có thể sẽ dùng mấy ống cơ bản hơn một chút. Ví dụ như phóng sự cưới và chân dung hoàn toàn anh em có thể chơi như này. 5D3 hoặc D750 kèm với hai ống fix. Ống 3585, 351.4 hoặc 351.8 gì đấy, cộng với 1851.8. Như vậy là mình đang dùng hai tiêu cự fix, nó sẽ rất ổn cho anh em chụp chân dung cũng như là có thể chụp phóng sự cưới tốt. Còn không thì anh em cứ làm một con 24-70 F2.8 thì nó thiên về, nếu mà dùng 24-70 F2.8 nó thiên về chụp truyền thống, chụp sự kiện hơn là chụp phóng sự. 6D2 giá trung bình bây giờ từ khoảng 20 cho đến 25-26 triệu. Nếu mà nhu cầu chụp nhiều hơn thì người anh em hãy chọn 6D2 thay cho RP, bởi vì RP thì hơi mỏng manh một chút. Cái thứ hai nữa, mặc dù hai con này cùng lõi nhưng mà RP hơi mỏng manh một chút, cùng dùng các ống LS thì nó sẽ phải dùng ngàm. Cái thứ hai là pin nó khá là yếu. Pin LPE17 không thể ăn được con pin của 6D2 LPE6N. 7D còn sẵn nha, hàng đẹp long lanh như mới em nhé. 80D kèm với len 17-50 nhé. Len 17-50 Sigma thì dùng rất tốt cho chụp nhưng không tốt cho quay phim lắm, bởi vì con ống này không phải là con ống dành cho quay phim. Nếu mà bạn quay phim lấy led bằng tay thì 17-50 ok, nhưng nếu bạn lấy led tự động thì con này không ok lắm. Nếu chuyên chụp thì 80D kèm 17-50 Sigma ổn. Còn nếu mà quay thì em chọn con 80D kèm với 18-135 STM USM Nano nó sẽ ok hơn. 6.300 bên mình bán nó khoảng tầm 13 cho đến 15 triệu cả bộ nhé, cả kit rồi phụ kiện các thứ ấy. D610 giờ rẻ lắm, loanh quanh 10-11 triệu này. 700D thì hiện tại giá cả bộ khoảng 7 triệu rưỡi cho đến khoảng 8 triệu rưỡi full bộ. Bạn nào thích công nghệ lấy 700D, còn thích trẻ chuyên rồi chụp ảnh thì lấy 60D hoặc 7D, giá nó rẻ hơn. 77D và 80D thì đương nhiên là 80D nó sẽ ok hơn, nhưng mà 77D thì sẽ nhỏ gọn hơn, giá rẻ hơn. Ủa hôm nay mình live stream muộn hơn à? Ít mắt hơn mọi người này, ít mắt hơn bình thường này. Combo dưới 20 triệu, chụp sản phẩm 70% và 30% quay up clip TikTok. Nếu mà chụp sản phẩm, thực ra cái này hơi hai cái nhu cầu nó hơi khác nhau một chút. Bởi vì 20 triệu mà mua một combo chụp sản phẩm cực ngon luôn, hoặc 20 triệu mua một combo quay TikTok cũng cực ngon luôn. Nhưng mà nếu mà cả hai nhu cầu như này để gộp thành một combo thì có thể nó sẽ phải cao tiền hơn một chút, hoặc chúng ta sẽ phải hy sinh một trong hai thứ một chút. Mình ví dụ như 20 triệu bạn hoàn toàn có thể mua được mấy máy full frame như 6D này, rồi 5D3 cũ này, hoặc là D600, D610, D750 luôn. Nhưng mà mấy con đấy thì lại không hỗ trợ quay phim nó ổn cho lắm. Chính vì thế mình nghĩ là có hai combo phù hợp với bạn, đó là một bộ là A6400, A6500 hoặc một bộ là 80D thì nó sẽ phù hợp với hai nhu cầu như của bạn, mà giá loanh quanh khoảng 20 triệu cho cả bộ. 95% thì xước sát một ít thôi em ạ, rất gần như rất ít, còn lại hàng 99% bên anh là gần như không có vết xước, nói tóm lại là không có vết xước, nó gọi là hàng lai lưu luôn đấy. Bên anh sẽ chuẩn bị hàng chuẩn phần trăm kỹ đó. Còn nếu với các bạn muốn mua trực tiếp bên mình thì các bạn có thể sẽ liên hệ hoặc để lại số điện thoại, thì bên mình sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ và sẽ gửi ảnh chi tiết, hoặc là sẽ gửi ảnh chi tiết hoặc là sẽ video call với anh em. iPhone 12 thì ngang với máy ảnh nào thì mình đánh giá luôn, nó chẳng ngang với máy ảnh nào. Cái video các bạn đang xem thì đang được live stream bằng iPhone 12, các bạn có thể có nhờ cam trước đương nhiên cam sau thì nó sẽ tốt hơn một chút, nhưng mà cam sau thì cũng chẳng biết live stream như nào trên TikTok. Chẳng qua là trên TikTok là mình không thể live stream được bằng máy ảnh, mình chưa biết cái biện pháp live stream bằng máy ảnh như nào thì mình buộc phải live stream bằng điện thoại thôi. Chứ còn nếu mà như nền tảng YouTube hoặc là Facebook
thì hầu như mình thời gian trước là mình toàn live stream bằng máy ảnh rồi, bởi vì mình chỉ cần có một bộ máy ảnh có khả năng có live view, sau đó sẽ dùng một cái công cụ chuyển cam link gì đó mình cắm sang là đã có một cái chất lượng live stream rất tốt như quay phim rồi. 7D chụp chân dung ổn, bạn cần lấy thêm một con ống kính chuyên chụp chân dung nữa là ok. 60D thì có quay nhưng mà nó sẽ không hỗ trợ quay nhá. Tôi hỗ trợ là như nào? Ví dụ như là tính năng có 60D thì cái tính năng quay nó sẽ không kém nhiều đâu. Ví dụ như nó vẫn đang quay thì ra Full HD. Nhưng mà khi quay bằng con 60D thì gần như nó sẽ không lấy nét. Chính vậy mình phải lấy nét bằng tay này, rồi mình phải canh cái lọ, mình phải căn cái kia. Ngay cả cái việc chụp ấy, xoay cái lúm ở trên ấy, từ cái tính năng chụp cho đến tính năng quay, xoay một vòng ở trên rất là mệt mỏi luôn. Bạn yên tâm nhá, hiện tại thì mình ship toàn quốc rất là nhiều và lượng hàng mình bán trực tiếp ở Hà Nội nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi, còn hầu hết là mình bán về các tỉnh cũng như là bán về trong miền trong rất là nhiều. Chính vì vậy nếu mà có bất cứ vấn đề gì trục trặc thì bạn có thể gửi ra cho bên mình, hoặc có thể mình sẽ liên hệ với bạn một vài đối tác trong Sài Gòn của mình để có thể nhận bảo hành cho các bạn, nhưng tốt nhất là bạn gửi ra trực tiếp cho mình toàn bộ chi phí các thứ đấy bên mình chịu, nếu có vấn đề mà bảo hành, còn nếu mà sửa chữa được bạn gửi ra thì bạn chịu chi phí nhé. Anh em cứ yên tâm về cái đấy, hỗ trợ anh em hết cỡ có thể. Và cũng rất là hy vọng là trong thời gian sớm thì nếu mà bên mình phát triển được, dịch giã này thì cũng không nói trước được cái gì, nhưng mà nếu bên mình phát triển được thì cũng sẽ sớm hy vọng là có một cái cơ sở ở trong Sài Gòn để có thể hỗ trợ cho anh em. Ây dời, filter. 70D thời điểm hiện tại thì mình khuyên thật anh em là không nên mua, bởi vì 70D giá nó cũng đâu có rẻ đâu. Thì một là anh em chịu khó lấy xuống 60D, hoặc là có thể chuyển sang các dòng 3 số như 750D, 800D, hoặc lên hẳn 80D nó sẽ ok hơn. Bởi vì bây giờ 70D, như mình nói thật, chỉ có mỗi mình, hầu hết là có mỗi mình lên video cảnh báo anh em không nên mua 70D. Bởi vì nói thẳng ra là 3 năm nay bên mình làm, bên mình cũng loại bỏ cái mã 70D khỏi cái danh mục bán hàng của bên mình luôn. Bởi vì chả tội gì khi mình phải bỏ ra đống tiền gần chục triệu, sau đó thì lo lơm lớp, nếu mà nó bị chết main một cái thì con nào mà còn nguyên tem và còn được chính sách bảo hành của hãng thì các bạn được mang lên thay main, còn nếu không thì bạn sẽ phải thay một cái main giá khoảng 6 triệu, 5 triệu rưỡi, tội gì. Trong khi có bao nhiêu con máy khác bạn mua nó ổn hơn rất là nhiều, không nên tiết kiệm một chút mà mình đi mua con 70D làm gì nhé. Bây giờ có quá nhiều máy phù hợp cho anh em. 5 triệu thì có máy chụp chân dung nhưng sẽ không có nhiều lựa chọn, bởi vì bản thân em đã dành cho con ống rơi cỡ khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu rưỡi rồi. Thì nó còn khá là ít để dành cho cái máy, bởi vì ống chân dung thì nó không thể rẻ hơn 1,5 triệu được. Fuji dưới 10 triệu thì có khá là nhiều máy ổn, không biết là người anh em muốn theo gì. Ví dụ như đẹp mà dòng kiểu Rangefinder thì anh em chọn những cái dòng XE, XE1, XE2. Còn nếu mà anh em muốn theo cái dòng kiểu DSLR thì anh em chọn là XT1, XT10, XT100 cũng đều rất ok. Cơ sở miền Trung thì chắc là hơi khó, tại vì bản thân bọn mình tiềm lực cũng không nhiều. Bọn mình cũng là những người khởi nghiệp, cũng được mới năm thôi. Gia đình thì cũng không có điều kiện. Chính vì vậy thì bọn mình cứ làm dần. Toàn bộ những cái gì bạn thấy ở bây giờ là bọn mình trong thời gian mà làm chính thức là mình khởi nghiệp với cái ngành này được khoảng 8-9 năm. Nhưng mà mình làm bài bản chuyên nghiệp thì được khoảng 3-4 năm nay thôi. Thì cái nguồn cũng rất là muốn mở nhiều cơ sở, nhưng mà về cái mảng công nghệ này mà muốn làm to, làm nhiều thì mà nhiều cơ sở nó sẽ tốn rất nhiều tiền. Cái thứ hai thì bây giờ cũng là thời đại 4.0, hiện tại bên mình như các bạn đã thấy, nếu mà về độ phủ online cũng như là cái kênh mạnh của bên mình phủ thì cũng đã rất là nhiều rồi. Bọn mình có xu hướng là phát triển theo xu hướng 4.0, vì bọn mình cũng trẻ, tương đối giống anh em ở đây. Sau mình sẽ hướng tới những thứ liên quan đến online, liên quan đến chất lượng dịch vụ của các thứ. Mình cũng không hướng tới là mở quá nhiều cơ sở rồi toàn bộ cái tiền đấy đi vào tiền mặt bằng, tiền những nhân sự dây dưa rất là mệt mỏi. Bạn nào ở miền Trung hoặc miền Nam muốn nâng cấp máy ảnh thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình. Chắc là nhưng mà nếu mà để lên đời thì các thứ là bạn đợi hết dịch thì các bạn có thể chuyển máy qua, liên hệ ở bên mình, sau mình định giá chính xác cho bạn, chuyển máy qua bọn mình ship máy vào thôi, rất là đơn giản. Bây giờ tổng cái thời gian thì chắc hết 3 ngày. Bây giờ các dịch vụ về ship siếc nó ổn lắm rồi, dịch như này vẫn ship nhanh lắm anh em ạ, không vấn đề về cái đấy đâu anh em ạ. 30 triệu combo về chân dung thì có quá nhiều combo đáng mua, anh em cứ chọn cho mình một chiếc máy full frame kèm với một chiếc ống ngon một chút. Ví dụ như tiền máy nó chiếm khoảng tầm 20-25 triệu thì anh em sẽ chọn mua một cái chiếc ống fix tầm trung, còn nếu không thì anh em cứ chọn mua một cái ống 15 triệu, cái máy 15 triệu thì ngon bét nhè luôn. Bảy trăm D thực ra là lấy led trên lỗ ngắm nhỏ nó ngon hơn lấy led trên màn hình to, vì ở 700D ấy thì cái việc lấy led live view nó chưa ngon bằng viewfinder thực tế đâu. Nhưng nếu mà trên 80D thì thực ra là ở viewfinder hay là live view nó đều rất ngon. 860 V 860 đời 2 thì bây giờ hiện tại giá 3 triệu mới 100% nhé.
XA7 thì thực sự nó sẽ phù hợp rất nhiều cái nhu cầu, ví dụ như là cả quay vlog, cả quay lọ quay kia, rồi cả chụp chơi, nó cũng khá là nhiều công nghệ, lút điếc của nó cũng giảm tải. Anh em nào chơi chụp chuyên nghiệp thì con XA7 không phù hợp lắm, còn nếu mà chụp chơi rồi để dùng để quay thì mình thấy nó khá là ok và giá ở thời điểm hiện tại nó cũng rẻ. Tài chính 8 triệu muốn chụp các sự kiện nhỏ cho trường và chụp chân dung. Nếu mà 8 triệu thì có hai lựa chọn, một là bạn có thể lựa chọn một chiếc máy rẻ một chút, sau đó lấy thêm ống 17-50 của Tamron thôi, Sigma thì không đủ tiền. Hoặc cái lựa chọn thứ hai là các bạn có thể chọn 700D, 60D hoặc 7D kèm một chiếc ống kít, như vậy là ok. Combo A6300 kèm 51.8 thì hiện tại 6300, nếu mà thân về thân máy của nó thì giá nó loanh quanh khoảng tầm 10 triệu cho hàng xấu cho đến khoảng tầm 12 triệu 8 cho hàng đẹp. Còn lại con 51.8 thì nó dao động loanh quanh 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu rưỡi anh em nhé. 750D thì giá loanh quanh hàng mới như mới, hàng 99%, không tì vết, kèm full phụ kiện ống kính rồi full phụ kiện linh tinh beng thì khoảng tầm 10 triệu rưỡi. Còn xấu thì nó sẽ rẻ hơn, cứ mỗi mức xấu 95% nó rẻ hơn 1 triệu, 90% lại rẻ hơn 1 triệu. Du lịch chụp chân dung phong cảnh dùng RP, ok, con này rất ổn, full frame, nhỏ nhẹ, phù hợp với anh em đi du lịch. Bật tiếng beep với các bạn vào menu trên 700D là sẽ có cái việc bật tiếng beep nhé, bật âm thanh khi báo. Nếu mà các bạn thấy bật rồi mà nó không lên thì chứng tỏ loa ở trong cái máy nó bị hỏng. 1 triệu mà flash rẻ thì bên mình đang có con Junglo 580. Yanglo 580 cắm được tất cả các dòng máy vì nó là flat một chân, thì cắm được cả lông cho ca lông ca thứ mới 100%, giá 1 triệu, anh em lấy thêm bộ pin được. 500D thì giá nó loanh quanh khoảng dưới 5 triệu bạn ạ. Lâu lắm rồi mình không để ý giá của mấy cái dòng nhỏ lắm, hầu hết là anh em ở cửa hàng nó sẽ nắm giá và nó sẽ báo các bạn cụ thể chi tiết theo từng tình trạng. Hầu hết đợt này bọn mình sẽ mình ở bên phần cửa hàng thì hầu hết là mình làm quản lý tổng. Thứ hai là mình sẽ lo chính là vào mảng marketing, và mình sẽ có các đầu đội, ví dụ như có một đội lo về phần sản phẩm rất chi tiết, kiểm tra hàng hóa, xét duyệt hàng hóa, sẽ có đội chăm sóc khách hàng hỗ trợ các bạn, và mình sẽ cắm lắm đầu marketing cũng như là các đầu mà sản xuất ra những cái video phục vụ cho anh em, cả video giới thiệu, cả video bán hàng và cả video về các khóa học và các thứ cho anh em. Đúng rồi, 60D thì chụp đêm hơi yếu bởi vì con này con crop mà ra đời tương đối lâu rồi. 5D2 và 6D thì đương nhiên mình có kinh phí thì mình cứ chọn 6D, còn mình không có kinh phí thì mình buộc phải chọn 5D2 thôi. Vì dù gì thì hai con này chất lượng nó không chênh nhau nhiều, nhưng về công nghệ 6D ra đời sau khá là nhiều, nó sẽ ngon hơn, nhưng mà nó chênh mất khoảng tầm 3 đến 5 triệu giữa hai con này. Có anh em nào đua không? Có anh em nào giao lưu không? Có anh em nào nhiếp ảnh gia không? Mình là một máy ảnh gia nhé. Rất là nhiều buồn cười, nhiều khi phải chia sẻ với anh em cái việc mà giữa một thiết bị gia như mình và một nhiếp ảnh gia, thì cái việc mà cái khoảng cách giữa cái việc đi chụp đẹp chụp xấu nó cũng là tương đối nhiều. Và bởi vì bản thân của mình làm ra kênh này mình cũng thừa biết là việc ai giỏi cái gì thì mình làm cái đó thôi. Còn cái việc đương nhiên là chúng ta sẽ chung cái việc nhiếp ảnh gia và máy ảnh gia sẽ chung nhau việc sử dụng cái máy ảnh và dùng cái máy ảnh tạo ra hình ảnh. Vai trò với một vai trò thiết bị gia như mình thì mình buộc phải đi review, mình phải test các cái thiết bị đó một cách chi tiết. Test một cái cách chi tiết là xem là ra cái ảnh gốc cũng như trong các điều kiện thực tế thì chụp cái ảnh nó ra như nào. Bởi vì bản thân mình nói thật là mình đã không ăn quảng cáo của bất cứ một cái hãng nào cả. Bên mình có máy nào thì mình sẽ review cái máy đó cho các anh em xem. Và có những cái dòng mà không thể có được, mình còn đã từng mua rất nhiều máy mới để đập ra review cho anh em coi. Đó, bên mình có phân phối máy mới anh em nhá. Mình rất là ít làm bởi vì thực ra bản chất là về máy mới thì cái việc mà để test rồi review nó đâu có gì nhiều đâu. Nó chỉ là cái dòng máy đấy dùng nó có ok hay không thôi. Thì đó thì mình lại phân tích lại một chút về cái việc mà giữa một thiết bị da và một máy ảnh da thì nó chỉ liên quan đến nhau. Còn mọi người biết thừa mà ở đây chắc cũng có rất là nhiều cameraman. Mình chưa bao giờ mình nhận mình là một photographer, mình là một cameraman, là một người nghiện thiết bị, một người chơi thiết bị thôi. Đó, với một cameraman thì việc là một cái máy đó nó hoạt động như thế nào và cái máy đó nó có ổn không và nó phù hợp với nhu cầu của ai thì đấy là vai trò như của mình. Và việc cầm cái máy ảnh đó nó có sướng không, chụp nó có nét không, nó phù hợp chụp xa, chụp gần hay nó phù hợp để quay phim hay để làm vlog. Đó vai trò của mình và mình đi trải nghiệm những thứ nó liên quan như vậy. Chứ cái vai trò của mình là không phải là cầm bất cứ thiết bị nào mình ra ngoài chụp phải đẹp ơi là đẹp, thì đấy là vai trò của photographer. Và rất là may mắn là từ hồi mà mình chơi TikTok ấy, mình tham gia TikTok ấy,
mình chơi TikTok thì mình mới nhận ra rằng trên TikTok có rất nhiều photographer, một rất nhiều người, rất nhiều mảng cũng như là chia sẻ cực kỳ nhiều. Trước đây mà mình làm YouTube thì gần như là sẽ không có luôn. Mình chỉ chia sẻ thật với anh em là trước đây mình làm YouTube thì không có một photographer nào có thể tạo ra một cái kênh giao hồn cả. Thật sự chia sẻ với anh em. Nhưng mà đến thời điểm này thì có quá nhiều TikToker làm cực kỳ nhiều kênh, có những kênh cả triệu sub rồi, cả triệu follow rồi. Chia sẻ rất hay, từ những người chia sẻ về nhiếp ảnh cơ bản, có những người chia sẻ về nhiếp ảnh chuyên nghiệp, có những người chia sẻ ngay nhiếp ảnh thực chiến, có những người chia sẻ về nhiếp ảnh học thuật luôn. Rất là hay, mình cũng follow rất là nhiều bạn và thấy rằng các bạn chia sẻ rất là tuyệt vời. Mình cũng rất là mong là những cái bạn đấy thì có thể lên chia sẻ thêm trên YouTube. Ở YouTube ở thời điểm hiện tại thì gần như không có ai chia sẻ về nhiếp ảnh cả. Mà hầu hết là chỉ có một là reviewer, hai là thiết bị gia như mình thôi, làm trên YouTube thôi. Hiện tại bên mình có GoPro nhá, hiện tại có GoPro 9 giá rất là mềm, 10 triệu cho mới 100%. Rất là ok. Còn thực sự thì ngoài cái việc mà mình là một thiết bị gia và mình có làm review, mình có làm trải nghiệm, có gọi mình là một reviewer thì cũng được. Chuyên trải nghiệm những cái thiết bị máy ảnh mà không ai trải nghiệm. Với một cái thiết bị máy ảnh mà mới ra mắt thì hầu hết là tất cả các reviewer thì sẽ được gửi một sản phẩm mẫu và trải nghiệm. Nhưng mà với rất là nhiều cái sản phẩm đã ra đời khoảng tầm 5 năm, 10 năm thì hầu hết chẳng ai muốn trải nghiệm cả. Thứ nhất là chả ai muốn trải nghiệm, mà cái thứ hai là các bạn ấy cũng không thể có đủ máy ở các cái dòng mà nó ra đời lâu lâu như vậy, hoặc những cái dòng đặc biệt. Thì mình thấy mình có một cái lợi thế là mình có bán camera và mình bán khá là nhiều các cái dòng từ mới cho đến cũ, cho đến những đời rất là cao, rất là lâu rồi, từ đời cao cấp cho đến đời thấp cấp. Chính vì vậy mình nghĩ là cái việc mình lợi thế của mình có là mình có rất nhiều máy ảnh và mình được trực tiếp cầm cái máy đó trải nghiệm rất là nhiều, chứ không phải là mượn về 2-3 tiếng xong đi trải nghiệm xong lói. Thì đấy là một cái lợi thế của một cameraman mà sở hữu rất nhiều máy ảnh như mình. Thì mình bắt đầu làm ra kênh Kiên Nguyễn ở trên YouTube ấy, được khoảng 2 năm rồi. Thì mình bắt đầu chia sẻ với anh em. Và cái việc mà mình chia sẻ với anh em hầu hết là một là trên tay, sau đó cho anh em xem là cái hình thức máy ra sao, hoạt động như nào, những thông số cơ bản như nào. Đó, mình sẽ review khác, các review khác một chút. Đó là cái việc mà mình sẽ nói về những cái đặc điểm thực tế của chiếc máy đó, có ưu điểm gì, nhược điểm gì. Cái thứ hai là trong điều kiện sử dụng thực tế thì nó sẽ phát sinh vấn đề gì, và nếu mà có video ra ngoài trực tiếp được thì mình cầm và mình dơ lên chụp. Hầu hết là chụp quanh quanh cái sông và cái hồ ở văn phòng bên mình là 53 có 12 Phan Đình Giót Thanh Xuân ấy. Đó, nên anh em cứ bảo ui giời ông này suốt ngày đi theo cái mương khá là buồn, bây giờ đi xa làm sao được. Bởi vì mình chia sẻ với mọi người một chút nhá, tí mình sẽ trả lời câu hỏi của anh em. Thì bản chất là ngoài là một reviewer bất đắc dĩ thì hiện tại cũng rất là may mắn là đội ngũ máy ảnh của Hà Nội giờ cũng có vài anh em nữa đã có khả năng làm reviewer rất tốt cho anh em. Mọi người cũng biết là nếu mà để thuê là một reviewer chuyên nghiệp nó khá là đắt, và bản thân mình thì mình cũng không muốn là có cái góc nhìn trên kênh máy ảnh cũ hoặc là kênh Kiên Nguyễn, là mình sẽ có một cái góc nhìn là của một người trải nghiệm máy, là một của thiết bị gia, chứ không phải là một của một reviewer chuyên nghiệp. Chính vì vậy thì cái cách đi cũng như hướng đi, những cái hướng đi của máy ảnh cũ nó sẽ và Kiên Nguyễn nó sẽ hơi khác một chút. Bởi vì nếu mà mình làm ra một cái kênh rồi không chuyên nghiệp bằng những reviewer khác, sau đó cũng trải nghiệm giống người ta, thì các bạn xem kênh của mình để làm gì đâu, đúng không? Cái quan trọng nhất là khi các bạn theo dõi Kiên Nguyễn hay là máy ảnh cũ thì bọn mình muốn cung cấp một cái góc nhìn mà không ai làm. Ví dụ những cái máy mà đời nó cũ cũ quá, không ai làm thì bọn mình làm. Những cái gì mà mọi người không trải nghiệm, chỉ khen thì bọn mình chê. Mình chê đúng đấy nhá, anh em yên tâm, mình không bao giờ chê kiểu để làm dìm một con nào cả. Đó, ngoài những cái vai trò đó ra thì đương nhiên mình còn là một CEO, mình là quản trị của máy ảnh cũ Hà Nội. Thì ngoài cái việc thường ngày thì quay video cho anh em thì mình cũng phải có rất là nhiều khác, rất rất nhiều công việc khác của một CEO. Thì anh em có quan tâm đến cái việc khởi nghiệp không? Mình đã chia sẻ với anh em nghĩ xem là về cái việc mà một cái công việc khởi nghiệp thì nó có dễ không nhá, và để quản lý được một cái cửa hàng nó loanh quanh khoảng hơn 10 nhân sự như mình thì nó có dễ không, hay nó chỉ đơn giản là mua một cái máy ảnh giá rẻ bán ra một cái giá đắt hơn, thì đấy gọi là khởi nghiệp, và đó thì gọi là bán máy ảnh, và mình có thể xây dựng được một cái phần online nó mạnh đến như thế. Tại vì đôi khi thì đúng là nếu như các anh em xem các kênh ấy, về review thì hầu hết thì các kênh đó thì một là các bạn review xuất thân từ những người mà làm nghề chuyên nghiệp, làm quay phim chuyên nghiệp, làm chụp ảnh chuyên nghiệp, sau đó thì họ chuyển sang con đường review. Hai là thường là những bạn mà bạn chưa có kinh nghiệm gì, sau đó bạn đã tuyển vào một kênh review, sau đó bạn đã làm quen, ví dụ những kênh review rất là nổi tiếng như Vật Vờ hay là những cái kênh khác. Đó thì anh em vẫn toàn hỏi mấy em, mình vẫn đang liên thiên.
Thôi anh em giao lưu chém gió nhau tí đấy, cả máy ảnh, cả cuộc đời, cả cả các thứ đấy. Lamai.com, anh ơi mẹ em vừa mất 25 triệu thì có máy ảnh nào 25 triệu? Có quá nhiều máy ảnh 25 triệu phù hợp. Máy ảnh 95% thì thường số sót nó sẽ dao động loanh quanh từ khoảng tầm 5.000 cho đến 15.000 nhé. Nó sẽ còn tùy ngoại hình, bởi vì hầu hết là đánh giá đấy thì số sót là một phần thôi, chủ yếu là ngoại hình. Bây giờ ở thời điểm hiện tại thì A6300 đẹp keng 99% thì khá khó tìm một chút. Hiện tại bên anh thì chỉ còn 2 con trên 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 9 con trong cửa hàng thôi. A6000 thì giờ giá rất ok. A6000 thì hiện tại bọn mình có khá nhiều máy 99%. Thực ra cái máy 99% nó chỉ có hai tình trạng chính thôi. Một là 99% nhiều nhất từ trước đến giờ về, nó là hàng ship của Nhật về, nó sẽ cực kỳ đẹp. Cái thứ hai là hầu hết là hàng ở Việt Nam các bạn mua bóc hộp ra sau nó không dùng, vứt trong tủ thì có hàng 99% thôi. Còn nếu mà bạn dùng loanh quanh khoảng một tháng, dùng khoảng 5 lần mà dùng một năm là cũng đã thành hàng 95%, 90% rồi. Vì hầu hết là ở Việt Nam, một là các bạn không biết bảo quản, hai nữa là cái khí hậu ở Việt Nam nó sẽ không phù hợp như ở bên Nhật, bởi vì ở bên Nhật thì cái khí hậu của nó là sẽ khá là khô. Và cái thứ hai là mồ hôi tay này, mồ hôi tay ở bên đó thì họ không bị ra mồ hôi tay, chính vì vậy cái da của nó không bị bong nhiều và nhìn dẫn đến là... Ô, cảm ơn bạn Đức Avocado chốt một bộ M10. Có gì các bạn cứ liên hệ Pet nhé, để các bạn ấy sẽ hỗ trợ chăm sóc cho mình. Thực ra ở thời điểm này thì máy và ống nó đã rẻ rất hơn rất nhiều so với đợt cách đây khoảng 2 tháng rồi. Thì anh em muốn mua cái gì thì cứ inbox bên mình để bọn mình có thể hỗ trợ cho anh em. Anh em có thể inbox trực tiếp vào page hoặc có thể lên website bên mình là mayanhcuhanoi.com ấy. Có một cái chat ấy, thì các bạn cứ chat vào đó thì sẽ nhân viên của bên mình sẽ trực liên tục và có thể hỗ trợ trực tiếp cho anh em. Ok, cảm ơn bạn nha. Bạn mới chốt thì chắc hàng sẽ ship tới tay bạn rồi. Ngoại trừ những cái vùng mà cách ly dịch thì đợt này ship vẫn nhanh á. Ok, đang chia sẻ lại chia sẻ tiếp tiếp tí nữa về 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 cuộc đời của mình liên quan đến cái máy ảnh nhé. Thì mình bắt đầu chơi máy ảnh từ năm khoảng 2010, cuối năm 2009 và đầu năm 2010. Ở Sài Gòn vẫn bao test 7 ngày thoải mái bạn nhé. Bất cứ lỗi lủng các thứ thì bạn ship ra mình chịu phí ship cho bạn, mình sẽ đổi cho bạn con khác mình ship vào cho bạn nhé. Ở len có đang được giảm 2 triệu cho một vài nhé. Không phải dòng nào cũng sẽ được giảm 2 triệu đâu. Bạn có gì bạn inbox trực tiếp, nó sẽ giảm lên tới 2 triệu. Có những con ví dụ như 70-200 này, đấy có nhiều lắm, mình không nhớ lắm đâu. Thì các bạn cứ đọc bài chi tiết ở trên page ấy. Mình đã viết rất là chi tiết. Và có gì không hiểu thì các bạn inbox page giúp mình. Thôi comment lần thứ 7 rồi. 750B bây giờ với hàng đẹp long lanh như mới thì bây giờ bên mình bán ra là nó giá khoảng 10 triệu rưỡi cho đến khoảng 10 triệu 8 cho hàng long lanh như mới, từ ống kính cho đến máy ảnh và full phụ kiện nha. Đồ zin một zin đét 100%, tặng thêm một cuốn chinh phục nhiếp ảnh này, tặng túi, tặng thẻ, tặng nhiều lắm. Thôi hết dịch anh chưa mở tiệm trong Sài Gòn đâu, toang đấy, mở ra đợt này là năm sau biến mất luôn đấy. Bây giờ như anh em đã biết mà, để duy trì thôi. Anh em mình sẽ nói tiếp về cái việc mà mình bắt đầu đến với cái nhiếp ảnh này như nào, cũng như là mình đang làm gì. Anh em không biết để duy trì được một cái cửa hàng như này, nó xuyên dịch từ năm ngoái đến năm nay, cũng như là các thứ nó khó khăn như nào. Thực ra một phần mình phải cảm ơn rất là nhiều anh em đã luôn quan tâm cũng như ủng hộ cửa hàng, thì mình mới có một cái nguồn doanh thu cũng như là có kinh phí để có thể duy trì hệ thống. Cái thứ hai là mình cũng rất là cảm ơn cái đội ngũ bên máy anh Vũ Hà Nội, thì anh em cũng gắn bó mình cũng khá là lâu rồi, thì anh em cũng có cơm thì cùng ăn cơm, có cháo thì cùng ăn cháo với nhau, và sẽ hết sức để hỗ trợ cho khách hàng bên máy anh Vũ. Thì mình sống qua đợt dịch một cách khá là khỏe, nhưng mà đến đợt này thì không biết như nào, vì nếu mà đóng cửa khoảng 3-4 tháng thì cũng sẽ bị yếu gì ấy. Mời bạn Hiếu BK và Nai Chim nhé. Mời thử nào. Bạn Hiếu BK thì mình cũng mới theo dõi. Bạn này làm phim rất là hay anh em nhé. Nó có thể quan tâm bạn Hiếu BK. Bạn này mới làm YouTube và hình như làm TikTok cũng khá lâu rồi. Len đa dụng cho dòng RP thì có hai con nó của ngàm RF luôn, đó là con 24105 dòng STM hoặc là 24105 dòng L RF ấy. Nhưng mà con L RF lên kinh khủng thật. Trước đây con 24105 RF mà dòng L mình bán ra có 18 triệu mới, bây giờ lên đến 25-29 triệu mới, sợ thật ấy. Thực sự là trên TikTok mình thấy hay dã man, có quá nhiều anh em mà làm về hướng dẫn quay phim này, hướng dẫn nhiếp ảnh này, hướng dẫn đủ thứ trên đời. Mình học nhiều thứ lắm, ngay cả marketing các tiếc mình cũng thấy trên này các bạn có những cái mẹo cực kỳ hay luôn.
Đương nhiên là không phải là học được 100%, bởi vì cái việc mà học trên TikTok cũng giống như các bạn xem kênh của mình thôi, nó chỉ là một phần thôi, bởi vì TikTok là cái thời lượng nó rất là ngắn. Trước đây thì cái TikTok nó sinh ra là để cho anh em giải trí, và bây giờ nó cũng đang có xu hướng là giải trí. Khoảng gần một năm nay, tức là từ cuối năm 2020 cho đến thời điểm hiện tại, thì bắt đầu nó sẽ ưu tiên trong cái việc edu tức là học hành một tí, thì dẫn tới là mình cũng tham gia cái sân chơi này. Bởi vì khi mà luật chơi của TikTok là dành cho anh em mình đào tạo nhau, nói chuyện về học tập một cái bộ môn gì đó, thì nó là một, mình thấy là cái rào cản mà về giải trí nó đã bỏ vỡ đi, thì mình cũng tham gia vào TikTok để xem là như thế nào. Đến thời điểm hiện tại thì mình có một chút kinh nghiệm làm TikTok, cũng chưa nhiều. Ở đây có anh em nào có nhiều kinh nghiệm làm TikTok thì hướng dẫn mình nhé. Các ông M200 bắt nét khá là ổn. M200 thì mình cũng thỉnh thoảng dùng con M200 để làm video phục vụ anh em. Bên mình thì dùng nhiều các loại máy ảnh khác nhau để làm. Mình vừa mời Hiếu BK rồi nhưng bạn không vào, hơi tiếc. Hình như chỉ mời được bạn bè đúng không? Thôi vừa mời rồi mời tiếp nữa ngại lắm. Lúc nãy mình đang thấy bạn live stream, bạn Hiếu BK live stream. Chắc bạn đang bận live stream bạn không vào được. Mà lại lần nữa nhá, biết đâu có gì thì chém gió anh em. Hồi muối mặt vậy, theo đề nghị của anh em. Đấy, mời tiếp phát nữa nhá. Mời tiếp Hiếu BK phát nữa đấy. Ở bên mình có bán máy mới full box nhá, mới 100% ấy, còn hầu hết máy 99% thì thường là bọn mình sẽ có một cái box của bên mình để bọn mình đâu lấy cho anh em xem nhỉ. Chắc là không có cửa hàng nào giống cửa hàng mình đâu, bán máy cũ mà có box. Ở đây thì toàn bốc các anh em nó bị đóng vào mất rồi. Thôi để hôm sau nhé. Hôm trước mình lâu lâu mình up một cái bốc của bên mình lên kênh. Quay kiểu si lề mà tịch một tí. Gần như chả có bên nào có bốc đẹp như bên mình, nó tự hào lắm. Thực ra là bên mình rất là trau chuốt trong cái việc mà, thứ nhất là sản phẩm các anh em nhận được đầu tiên là phải đẹp. Vì thế bọn mình hầu hết là làm hàng 95 hoặc là 99%. Xu hướng là dần dần nếu mà có thể bọn mình sẽ làm hết hàng 99% với hàng mới thôi. Mình sẽ không làm hàng cũ nữa. Thường ấy thì giai đoạn gần Tết và giai đoạn ra Tết là những giai đoạn máy ảnh đắt nhất, bởi vì lúc đó thì anh em có nhu cầu nhiều nhất. Còn lại thường thì mùa hè, ví dụ như đỉnh điểm là bây giờ, kể cả có dịch thì nó quá giảm rồi, còn nếu không có dịch thì nó vẫn giảm, bởi vì là cái nhu cầu, có mỗi một cái nhu cầu mà anh em hay mua ảnh máy ảnh mùa hè nó là mua đi du lịch thôi. Còn lại mà gần Tết thì anh em có quá là nhiều các nhu cầu khác nhau để mua máy ảnh, với rất là nhiều nhu cầu. Thì chính vì vậy thì cái quy luật cung cầu mà anh em, khi mà nhu cầu tăng thì cái nguồn cung nó không tăng được á, thì dẫn đến là cái giá nó phải tăng thôi. Em hiểu đấy không? Pin 750D mình bán thì trung bình nó sẽ chụp được khoảng 300 cho đến 500. Có những cục mà còn tốt thì nó lên được khoảng 600-700 kiểu. Mình cũng chưa đo cụ thể là một viên pin mình bán ra thì nó sẽ quay được bao nhiêu, nhưng mà chụp thì ảnh thì nó là như vậy. Yếu nhất là nó khoảng 350 shot. Nếu mà ít hơn 350 kiểu thì bạn qua mình sẽ đổi cho bạn một cục khác nhé. Full bộ RP thì bây giờ RP thì sẽ không bán full bạn ạ. Bây giờ hầu hết là mình sẽ bán body lẻ RP mới 100% là 23,5 triệu. Nhưng mà ra cái báo giá này chỉ có giá trị trong 2 ngày thôi anh em nhé. Bởi vì mình nếu mà bán hết lô này lô khác về, một nó rẻ hơn, hai nó đắt lên, nhưng mà thường là nó sẽ đắt lên thôi. Đúng rồi, đợt này mua hàng thì càng sớm thì sẽ càng tốt. Thứ nhất là giai đoạn này nó cũng đang rất là rẻ. Có mỗi một cái vấn đề khó khăn nhất ở giai đoạn này là dịch thì tiện không tiện đi lại, nhưng mà hầu hết ở bên mình bán ship mà. Quên đang kể chuyện vào nghề. Ok, quay lại chuyện vào nghề nhá, anh em không chém gió về máy ảnh nữa. Thì đầu tiên đấy, mình chơi máy ảnh từ đợt đấy, anh em biết là đợt đấy mình còn phải giá đấy là giá hàng sách tay nhá. Lê Bảo Minh đợt này đắt lắm, đắt ơi đắt, đắt dã man, hàng có về đâu anh em, hàng sách tay còn khó mà, thỉnh thoảng được lô nào lô kia thôi. Còn đợt này dịch dã thôi, kể chuyện vô nghề tiếp. Thì cái năm 2000 cuối 2009 và đầu 2010 á, thì mình có mua một cái máy ảnh. Thì giờ đấy cũng có một rất là may mắn là mình có chơi một cô bạn, nó nhà nó rất là giàu. Chính vì vậy nó chơi từ bố nó, ông nó chơi từ cái hồi máy phim, mà hồi đấy nhà nó mua cả thùng phim về chụp á. Sau đó thì nó bắt đầu chơi cái tầm bây giờ thì anh em sẽ thấy là máy ảnh nó tương đối là phổ biến, cộng với đó là khá là rẻ để chúng ta có thể mua được một bộ máy ảnh để bắt đầu. Nhưng cái hồi mà tầm 2009, 2010 á thì nó khá là khó. Hồi đấy một tháng mình được cho 1,5 triệu, mình sinh viên mình được cho 1,5 triệu tất tần tật ăn ở các thứ ở nhà trọ. Hồi đấy có mấy trăm nghìn, 500 nghìn, 700 nghìn thôi mà, còn lại là tiền ăn. Mà hồi đấy cái máy ảnh đầu tiên mình mua gần 10 triệu,
thì tiền ở đâu ra ở cái thời điểm đó mình mua? Thì tiền là như này, thứ nhất là hồi đấy mình thì mình cũng có máu máu kinh doanh từ từ trước rồi, nên hồi đấy là mình cũng bắt đầu đi kinh doanh. Hồi đấy mình học mà một cái ngành là thiết kế cái cảnh quan, thiết kế ngoại thất bên trường nông nghiệp, thì hồi đấy mình có đi buôn cây, năm nhất đại học đi buôn này anh em nhé, mình có đi buôn cây thì sẽ được khoảng tầm 2 triệu cả cái Tết năm đấy. Thì đi buôn cây hùng hổ vác cây từ trên đại học nông nghiệp xong về quê, xong là ra những cái quảng trường ấy, người ta sẽ có những cái hội chợ ấy và bán cây, bán mấy thùng cây thì sẽ được lãi được 2 triệu. Lãi được 2 triệu, sau đó thì mình có thêm một ít tiền tiết kiệm từ trước đấy, tiền là lì xì mừng tuổi rồi linh tinh, xong đó tiền bố mẹ mình cho thì mình tích vào được một tí. Hồi đấy nghĩ cũng dại, hồi đấy không hách tiền bố mẹ bằng cách xin thêm tiền đóng học, toàn xin bớt đi. Cái thứ hai là hồi đấy làm thuê hồi đấy thì nó không dễ. Bây giờ hồi đấy bọn mình ở bên đại học công nghiệp thì đi thuê quốc đất bạn ạ, được 10.000 một tiếng, sau đó dành thì cuối cùng là mình có được khoảng 8 triệu tần tật. Đã đủ 8 triệu đâu, sau đó mình còn phải bán cái đàn mình đi. Hồi đấy thì mình chơi nhiều món lắm, sau mình sẽ phải bán cả đàn điện này, phơ này, rồi loa âm ly, thì bán tần tật các thứ được 3-4 triệu, sau đó đi làm được 1-2 triệu gì đấy, cộng với đi buôn được 2 triệu thì mua được cái máy ảnh đầu tiên. Thì mọi người có thể comment xem là cái máy ảnh đầu tiên của mọi người là cái máy gì không, mình sẽ bật mí cho mọi người biết mà chiếc máy ảnh đầu tiên của mình mật mà nhiều lắm. Hồi đấy chơi đến được với nhiếp ảnh nó căng thẳng lắm. Hồi đấy ngoài như cốc có quả đàn điện, trường mình có quả đàn điện, đội câu lạc bộ guitar rồi đấy, bên đấy toàn đàn thùng, cũng có đàn thùng xịn chiếc các thứ, nhưng mà mình chơi hẳn đàn điện cũng toàn đi cày thôi, đi buôn khổ. Hồi đấy gọi là đi buôn, máu đi buôn từ bé ấy. Thôi chia sẻ anh em comment đi nhá, xem máy đầu tiên anh em mua là cái gì. Thực ra anh em là comment là 40D rồi 50D, nhưng mà mình thực sự mình chia sẻ với anh em đó là đợt đấy trưởng khoa của mình, trưởng khoa thì mới có con 40D anh em ạ. Hồi đấy 40D nó khoảng 18 triệu, 18-19 triệu cũ anh em lướt ấy. Sợ nhờ. Cách đây 10 15 11 năm 20 triệu cho một con 40D, bây giờ khoảng tầm hàng đẹp long lanh chắc khoảng 4 triệu, cả bộ 4 triệu hơn, còn hàng xấu thì 2 triệu, dã man thật. Thì hồi đấy là mình sẽ tiết kiệm được và mình còn không có tiền mua ống anh em ạ. Mình hồi đấy mình mua là được con 400D, hồi đấy phân vân mãi, không có 20D đâu anh em ạ, hồi đấy phân vân mãi giữa con 10D và con 400D. Thì về sau là quyết định là mua con 400D. Vì 400D của đấy cũng hay lắm, 400D công nghệ nó cũng phải tương đương với lại dòng 40D rồi đấy, màn hình còn đẹp hơn con 40D cơ đấy. Thì bắt đầu mua được con 400D, mua con 400D là đấy, bây giờ không nhớ chính xác là nó là 6 triệu hay 7 triệu ấy. Hồi đấy mình có 8 triệu tất cả, thì mình không nhớ là mình mua 6 triệu hay 7 triệu rồi. Thì cho con thân máy 400D, mua thì có biết mua đâu. Hồi đấy là thằng bạn nó mua hộ cái thằng bạn chơi cùng ấy, 90D một đủ tiền, thì hồi đấy là mua được con 400D. Thằng bạn mình năm 2010 nó đã dùng con 1DS Mark 1 anh em ạ. Hồi đấy con 1DS Mark 1 cộng với ống L24-70 24-105 cộng với hồi đấy chơi trigger flat tung tóe, ôi mình nhìn hoát cả mắt. Thì hồi đấy cái bộ của nó rơi vào cỡ khoảng 40 triệu. Ôi dồi ôi, 40 triệu là gần bằng 25 tiền bố mẹ mình cho mình đi học rồi ăn học. Ôi thằng này nhà đại gia, bây giờ mình vẫn đang chơi với nó, giờ nó giàu lắm. Bố nó trước làm tổng cục mía đường mà giàu dã man. Thế là mình bị thuốc. Anh em có thấy là thường là chơi cái máy ảnh này là anh em bị thuốc không? 400D lấy đâu ra wifi? Anh em thấy chơi cái máy ảnh này kiểu bị thuốc không? Bị nghiện không? Kiểu mình đang có một thằng bạn chơi máy ảnh, xong là nó cứ chụp, xong là mình lân lê, mình chơi với nó, thế là mình bị nghiện theo nó luôn. Đấy, chơi máy ảnh. Thì đấy, hồi đấy là nó mua được hộ cho mình chiếc 400D. Hồi đấy anh em biết mua ở đâu không? Mua ở hồi đấy là có mấy cái diễn đàn. Mấy cái diễn đàn hồi đấy Facebook làm gì đã phát triển như bây giờ. Hồi đấy Facebook, bọn mình chơi Facebook từ năm 2008 rồi, nhưng mà năm 2009, 2010 thì Facebook làm gì đã có các hội nhóm bán máy ảnh, làm gì đã có gì đâu. Hồi đấy là cái xóm nhiếp ảnh anh nói chuyện bánh cuốn. Hồi đấy là có cái xóm nhiếp ảnh, sau là bọn mình toàn hồi đấy chưa biết, thì đầu tiên là thằng bạn nó mua cho cái thân, sau đó nó chỉ cho mày lên mấy cái xóm nhiếp ảnh này. Không phải Yahoo, hồi đấy là diễn đàn, anh em phải biết là mấy cái diễn đàn như Chợ Tốt này, hay Nhật Tảo này, hay Tinh Tế ấy, là diễn đàn sau này. Có cái diễn đàn cho máy ảnh, đợt đấy là có xóm nhiếp ảnh này, có Nhật Tảo nhưng ít, thêm Én Bạc cái gì đấy. Nhưng mà hầu hết là mình lên cái xóm nhiếp ảnh, trên đấy người ta mua bán, ủi sôi động nhộn nhịp. Mấy năm sau đấy khi mà mình đã bắt đầu khởi nghiệp cái việc mà đi buôn bán,
vẫn là đi buôn bán máy ảnh là mình cũng 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 trên cái xóm nhiếp ảnh đấy suốt mà. Chứ khoảng tầm hồi đấy anh dùng điện thoại gì? Hồi đấy dùng điện thoại đen trắng anh em ạ. Hồi đấy dùng điện thoại đen trắng. Cái điện thoại đen trắng cơ, không có tiền đâu, tại vì hồi đấy thích máy ảnh với thích đàn lắm, làm gì có tiền mua điện thoại. Ok nhá anh em, mình kể kể chuyện tiếp nhá. Kể chuyện tiếp. Hồi đấy thì thôi rồi, điện thoại mình dùng một con đen trắng mình không nhớ, 1102, 110i gì ấy. Sau đó thì mình mới lân lê lên cái xóm nhiếp ảnh. Tại vì hồi đấy nó mua cho cái máy ảnh, mua cho một cái thẻ nhớ, anh em nhớ 400D, thẻ nhớ là thẻ nhớ CF cơ. Cái hồi đấy là xin mãi, mua mãi gì đấy, vừa mua vừa xin thẻ cũ của nó. Là bởi vì nó dùng một DS Mark 1 mà nó cũng dùng CF. Thì được cái thẻ 2GB, chả nhớ bao tiền đã quên, lâu lắm rồi. Thì đấy, có mỗi cái máy ảnh, có cái pin và có cái thẻ nhớ. Thế là bọc khó chịu quá, bảo mày bây giờ mày cho tao cái ống ấy, mày cho tao mượn để tao mua cho tao cái ống đi chứ. Mà lúc đấy còn bao tiền đâu, còn tổng là mình có 8 triệu mà trong đấy bao gồm là cả cả một tháng tiền ăn của mình nữa. Hay đóng tiền nhà 500 rồi. Thế là còn có 7 triệu rưỡi tính ra mua máy xong thì còn hơn triệu. Hơn triệu, thế là về sau nó mua hộ cho mình một chiếc ống, là chiếc ống 2890. 2890 ở thời điểm đấy là giá 1 triệu. Mình không đủ tiền mua kit anh em ạ. Kit nó là con có chống rung và nó đắt lắm, hồi đấy nó đối với mình nó đắt dã, mà nó đắt như bây giờ vậy, nó khoảng 2 triệu ống kit. Tiền đâu mà mua ống kit. Thế là đầu tiên là nó định mua cho mình con 2890, thì con đấy là con ống cắm trên các đời máy phim và nó vẫn cắm được trên 400D thì chụp nó vẫn khá là ok. Nhưng có một cái là nó không xóa phông được, chán, nên về sau là về được khoảng tầm 2 tuần thì mình bán con 2890 đi, đi lỗ mấy trăm. Sau đó là mình đi lên mình săn con 50 1.8. Nhưng làm gì có tiền mua 50 1.8 đời 2 cắm vào ca lông đâu, hồi đấy nó khoảng gần 2 triệu. Thì mình lên mạng mình mua con Pentacon. Pentacon không biết anh em nào biết cái đâu. Nó tên là Pentacon 50 1.8. Pentacon 50 1.8 thì hồi đấy nó là một con ngàm M42. Sau đó thì mình dùng ngàm chuyển để mình cắm sang và chụp MF trên con 400D. Ui rồi quả sắm được con Pentacon 700 nghìn. Bây giờ chắc đắt hơn, bây giờ Pentacon nó khi phải hơn triệu, triệu rưỡi. Nhưng hồi đấy có 700 nghìn con như mới kèm ngàm. Sau đó thì mình quất ngay một quả hộp chống ẩm 700 nghìn nữa. Thế là hết sạch tiền. Ôi rồi không còn đồng nào trong người. Xong là đợt đấy phải đi 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 ăn ăn ké. Sang nhà anh em mua mì tôm các thứ ăn. Nhưng có một cái hay á, anh em có công nhận với mình có một cái hay như thế này. Nếu anh em mới mua máy ảnh và dùng ống kít, hoặc là dùng những con như con 2880, 2890 ấy, thì nó có một cái hiện tượng là anh em chụp nó không đẹp lắm. Thường mọi người mới chơi ấy, mà khi chụp kèm ống kít thường là không đẹp lắm. Bởi vì sao? Mình giải thích như sau. Mới chơi là không biết sử dụng. Thứ nhất là không biết sử dụng máy ảnh, không biết tận dụng khẩu tốc ISO. Cái thứ hai là mới chơi thì mình cũng không biết nhiếp ảnh, không biết bố cục, không biết ánh sáng, không biết cái gì cả. Mà mình lại được đưa vào tay một con ống zoom. Thế là thường là mọi người mở nó rộng toác ra 16 hoặc 20 hoặc 25 gì đấy, chụp chân dung. Xong chụp thì có biết là thấp thấp khung máy xuống đâu. Thế là chụp cứ từ trên xuống, mình đứng mình chụp cho các bạn nữ. Ui rồi ôi nhìn. Ôi rồi ôi luôn. Không ra sao cả. Nhưng hồi đấy oai bởi vì ít lắm, ít người có cái máy to thay vì ống kính. Nhưng hồi đấy oai. Và cái thuật ngữ máy cơ là cái thuật ngữ từ thời đấy nhá. Cứ máy to là mọi người gọi là máy cơ. Chứ bây giờ anh em mình chơi nhiếp ảnh thì có ai máy cơ, máy không cơ, nó chỉ có DSLR, dùng mirrorless rồi máy phim, đúng không? Đấy, xong là chụp, ui dồi nó lùn, rồi nó các thứ, xong nó zoom, chụp tối thì ba bạn biết 400D, xong cắm con 2890 rồi. Ui dồi chụp nó chán. Xong là đấy, phải bán ngay sau 2 tuần mà, tại vì không biết chụp. Sau đó thì cũng chán, mà mẹ đéo máy chuyên nghiệp, tao chụp đéo cái máy du lịch. Xong là chụp máy đéo máy chuyên nghiệp to thế mà không bằng... chuyển qua kể chuyện đi. Khi chuyển qua chém gió này hay, đang ước mơ làm livestream à, streamer ấy. Xong là bắt đầu là chuyển qua con Pentacon. Uầy, quả chuyển qua con Pentacon đúng là không hiểu sao nó rẻ hơn cả con 2890 mà về chụp. Anh em biết vì sao? Thứ nhất nhá, khi mà mình cầm con tam Pentacon kèm với con 400D ấy, thì hồi đấy nó còn không có chip báo led cơ. Mình xoay xong mình chụp chụp mình cho bao cảm nhận. Nó khác với các dòng mà mirrorless bây giờ hoặc là các dòng máy hiện đại bây giờ, nó có báo led, nó có báo điểm đỏ, điểm trắng, điểm xanh. Còn đấy là nhìn qua viewfinder 400D sau đó quay vặn nhìn chuyên nghiệp vãi man luôn. Ủa ấy, cửa đã sau chụp phát xóa phông không ạ? Anh em cứ yên tâm, người nào mà mới chụp, đặc biệt anh em mới chụp mới quay, cứ quay chụp xóa phông cho tôi,
nhìn auto đẹp, nhìn chuyên nghiệp, xong bắt đầu đi sướng, hiểu chưa? Xong bắt đầu đi rủ các bạn gái, rồi rủ bạn bè, xong đi chơi, cứ một con 400D kèm Pentacon đi chụp, ui sướng vãi trưởng, xóa phông mà. Xong về cho anh em xem, xong hồi đấy bắt đầu mới học Photoshop từ năm 2010 thì bắt đầu có máy ảnh thì bắt đầu mới học Photoshop. Thì thực sự mà hồi đấy dữ lắm. Tâm sự tuổi hồng, ở hôm sau khi chuyển ra làm kênh là chém gió nhờ, tâm sự tâm sinh lý hay là các thứ thì có vẻ hay hơn, có vẻ đam mê hơn là tư vấn máy ảnh. Đấy, thì sau khi chụp xong như thế thì cũng bắt đầu về học Photoshop. Với hồi đấy anh em không biết, chắc bây giờ anh em thấy có vẻ lần đầu tiên các ông mua máy ảnh xong là các ông giữ không. Thôi nhá, hôm nay không chia sẻ máy ảnh nữa nhá, không trả lời máy ảnh nữa nhá, hôm nay chém gió nhá. Có phải anh em mới mua được, đừng spam nhá anh em nhá, anh em mới mua được quả máy ảnh về giữ, mình thề luôn, đùa giữ máy ảnh hơn giữ người yêu, ôm đi ngủ luôn. Mà hồi đấy thì có được đi chơi mấy đâu, hồi đấy suốt ngày học xong là về nhà, xong đi lang thang rủ người yêu đi chơi chụp chẹt linh tinh. Với lại ông cao biết là khi mà mới chơi nhiếp ảnh thì anh em mình sẽ chán ông bác thực sự. anh em mua máy ảnh vào inbox nhá, hôm nay đang bánh cuốn, đang kể chuyện, đang kể chuyện nhá. Anh em mua gì inbox page bên mình nhá, bạn Duy Anh nhá. Đang kể chuyện, anh em đang hút, đang cuốn. Hỏi giá không trả lời. D7200 kèm Sigma thì bây giờ loanh quanh khoảng tầm 13-15 triệu nhá. Có gì anh em có thể liên hệ. Đấy, bán hàng thì anh em trách bán hàng. Bây giờ đang kể chuyện cuốn thì anh em lại đòi bán hàng. Anh em liên hệ với bên mình qua cái phần mô tả trên kênh ấy, có cái phần một cái link ấy, anh em ấn vào link nó có rất nhiều cách liên hệ với bên mình, gọi điện hoặc các thứ. Hoặc có thể các bạn cứ inbox số điện thoại, sau đó thì nhân viên bên mình sẽ điện lại và hỗ trợ các bạn nhá. Đang kể chuyện tiếp. Đấy, thì mới mua một cái máy ảnh về thì mẫu của anh em được dùng chụp nhiều nhất là gì? Nếu anh em không phải chụp người yêu thì anh em chụp cái gì? Chuyển qua lấy led tay trên Sony thì có một cái phần mặn vào menu á, nó Sony nó hơi khác là nó sẽ không có cái nút gạt. Ok, hẹn gặp lại Duy Anh nhá. Thôi kể chuyện tiếp vậy. Đó, thì anh em mới chính xác, đương nhiên là chụp người yêu là đương nhiên rồi, bây giờ nhà ai chẳng lóc, bây giờ các ông không chụp thì vỡ mồm. Lôi con bạn đi chụp nhưng không chụp được nhiều đâu, cái mẫu vật hồi đấy nhiều nhất của mình mọi người cứ trêu là mới mua máy ảnh về chụp kiến ấy. Nhưng sự thật là mình chụp những thứ ở trong phòng mình nhiều nhất luôn. Sau đó mới đến người yêu. Cái giai đoạn đó là chụp nào cái móc khóa này, nào là cái chai, cái lọ, rồi mấy cái mẫu hình, mẫu nhân vật ấy, cái nhỏ nhỏ trong nhà. Hồi đấy chụp cái đấy nhiều dã man. Đó, thì đi chụp mà bùa. Hồi đấy chỉ cần xóa phông là auto đẹp. Hồi đấy nó còn một cái giai đoạn là tầm 2010. Nó còn nổi lên cái blend màu. Cái blend màu nó có được như bây giờ đâu. Có phải là có preset các thứ sẵn như bây giờ đâu. Hồi đấy rốt bỏ sừ. Làm gì có, bây giờ cứ blend màu là cái gì. Blend màu là một là kiếm được những cái preset. Ôi giời ơi vãi. Preset ôi giời ơi ông add vào. Hai là hồi đấy còn học Photoshop nhưng nó khó. Hồi đấy học Photoshop khó, xong là điện thoại thì điện thoại cùi nên toàn phải làm trên máy tính. Mà nó chỉ có mỗi Photoshop. Hồi đấy xong bắt đầu có mấy cái app mà đều đều ấy. App gì nhỉ? App gì giờ mình không nhớ, nó add mấy cái màu buồn cười lắm. Không đỡ được luôn, xong còn mang đi in cơ. Hồi đấy máu rồi chứ. Chụp xong cho bạn bè, rồi chụp cho người yêu, xong bắt đầu in kiểu chả ai có máy ảnh xóa phông, mình oai như cóc. Chụp xong còn đi in ra tặng, ôi giời màu ôi giời ơi luôn. Sau đó thì được một thời gian thì bắt đầu là mình chuyển sang từ dòng 400D. Canon 700D giờ giá loanh quanh khoảng tầm 8 triệu đến 8 triệu rưỡi full bộ nhá. Hàng đẹp long lanh anh em nhá. Kể chuyện tiếp. Thôi bán hàng chắc là mấy hôm sau, 2 hôm sau nhá. Mai mình nghỉ livestream, ngày kia livestream bán hàng giá tốt cho anh em ạ. Hôm nay anh em mình kể chuyện tiếp. Đúng rồi, toàn chụp cốc là đồ vật là bút trong cốc này. Xong anh hiểu cái hồi đến nhà trọ ấy. Nhà trọ mấy cái dãy ấy, thường nó sẽ có một cái song cửa sổ như này. Có một cái song cửa sổ ấy, xong rồi nó có nắng nó chiếu qua, thế là bắt đầu là anh em đặt mấy cái đồ vật ra, anh em hiểu nhá, kết hợp giữa xóa phông à. Xóa phông combo, máy ảnh xóa phông cảm biến lớn nào đấy, crop 1.5, ống 1.8 xóa phông vãi cả trưởng ha. Cùng với đó tiếp là quả ánh nắng xiên, anh em hiểu không? Qua cửa sổ ánh nắng xiên vào, sau đó chúng ta có những cái đồ vật đấy.
xong là nó sẽ có mảng sáng mảng tối. Ui rồi anh em chuyển một nhá, một là anh em chuyển sang cái chế độ monochrome trực tiếp trên máy. Hồi đấy có biết hậu kỳ mới đâu, bắt đầu học mà. Sau đó một là chụp monochrome, sau đó là đặt cái vật thể của chúng ta vào cái tia nắng ấy, xong đằng sau đen xì đi. Ui giời ạ, nghệ thuật dã man luôn, vừa xóa phông vừa kiểu đen trắng xong vừa tương phản cao. Anh em thấy nghệ thuật không? Ngay cả như này này, để tôi tìm cho anh em cái filter ở đây phát nào. Chuyển sang filter đen trắng bắt nhìn nghệ thuật ngay. Lâu đấy nhỉ. Chưa thấy filter đen trắng. Tôi thề quả xóa phông trên này lại không quay xóa phông được cho anh em. Chưa quay xóa phông xong cộng với đen trắng nó ảo lắm, nó ảo diệu lắm. Tìm cái filter đen trắng kể chuyện cho nó hấp dẫn nha anh em nhé. Chờ tí để mình tìm quả màu phát. Làm nào add filter. Đây rồi. Rồi, anh em thấy nghệ thuật không? Anh em chỉ cần đen trắng. Đấy, sau đó ánh sáng này. Ánh sáng nó gắt ấy, kiểu một bên nó sáng vãi cả trưởng à. Sau là một bên nó tối, hồi đấy biết đâu. Bây giờ nó gọi cái kiểu này là kiểu low key ấy. Kiểu low key gì đấy. Đấy. Không, mình phải kể chuyện, mình phải có cái hình ảnh minh họa như này. Nó mới nghệ thuật. Anh em nhìn thấy không? Chuyển sang đen trắng xong là bật kiểu như này, nó nghệ thuật không? Nhìn này. Sợi. Cảm giác phim thực sự. Đây để tôi bật cái đèn lên cho anh em xem, nó sẽ không nghệ thuật như thế nhá. Đấy, anh em thấy không? Khi mà mình để đen trắng như này. Thì nó vẫn đang có, bởi vì cái đèn này tôi check lên trần, nó sẽ dùng cái trần để nó làm tản sáng. Đấy, thì nhưng mà nhìn như này nó không nghệ. Thứ nhất là không xóa phông. Đấy. Thứ hai là nó sẽ không có cái tương phản mạnh, bởi vì đàn ông anh em mình nó kiểu thích gắt. Đấy, tương phản mạnh, tôi tắt cái đèn cho anh em xem, nhìn tương phản đỉnh cao luôn. Đấy, anh em thấy nghệ không? Sợi. 1977 không? Đấy. Lên cái mẹo ấy, mẹo mà để anh em có thể chụp ảnh đẹp ngay mà mới mua máy. Một là xóa phông, hai là cứ chơi ánh sáng gắt cho tôi. Nói chuyện truyền cảm hứng phải mua máy ủng hộ. Ok, anh em mua máy ủng hộ nhá, inbox page hộ mình nhá. Mình trong livestream ngày hôm nay, không bán hàng nhá. Anh em có thể liên hệ trong phần mô tả hoặc là liên hệ page cho mình. Đấy, kể chuyện tiếp này. Đấy, anh em thấy không, khi bắt đầu với nhiếp ảnh mà trình độ anh em mình mới ấy, mình còn chưa biết sử dụng máy thì mình học sử dụng máy đi. Còn để mà chụp đẹp ngay, chụp ảo ngay thì anh em cần một số bước như sau. Bước đầu tiên là mình tập chụp xóa phông và lên sắm sớm cho anh em mình một chiếc máy ảnh xóa phông để làm sao mà nhìn phát nó cinematic ngon này. Cái thứ hai là anh em chụp ảnh đen trắng với ánh sáng gắt, hoặc chụp ảnh ánh sáng gắt không cần đen trắng được, nhưng mà lên ưu tiên đen trắng cho nó dễ nhìn, đúng không? Lúc nãy mà mình không để đen trắng đây, không để đen trắng nhìn nó vẫn nhờ như này, mặc dù màu sắc đằng sau nhìn khá đẹp, nhưng khi anh em chuyển qua đen trắng phát này đấy, đen trắng kiểu là đen trắng đậm nha, nó vẫn còn tí màu này, đen trắng hẳn. Sợ. Anh em thấy nghệ thuật không? Tại vì anh em biết vì sao mà cái 1977 cũng như là khi anh em nhìn những cái hình ảnh nó có tính chất màu đen trắng và tương phản mạnh này, anh em lại thấy hay và đẹp không? Anh em giao lưu đi. Anh em biết vì sao mà mình thấy cái hình ảnh đen trắng và cái tương phản mạnh như này mình lại cảm thấy nó nghệ và cảm thấy nó đẹp không? Nào giao lưu đi anh em. Anh em comment đi. Anh em có biết tại sao mà thường là mình sẽ nhìn thấy một cái tương phản mạnh như thế này và đen trắng thì nó lại đẹp không? Giả vờ thì kể tiếp. Cái này ấy, nó gọi là một cái memory image. Thì thường là trong với các bạn trẻ bây giờ, ví dụ như Gen Z thì chắc là sẽ không được nhìn thấy cái tivi đen trắng. Nhưng mà như tuổi thơ của mình thì mình cũng có một chút. Hoặc là những anh chị lớn hơn mình thì nó sẽ có một cái chút thời gian mà chúng ta đã từng xem cái phim rồi những cái hình ảnh qua cái tivi đen trắng, thì nó sẽ đọng lại trong trí nhớ của chúng ta. Nó gọi là memory image, nó là hình ảnh trong cái trí nhớ, đại khái hơi giúp tiếng Anh đấy. Thì như thế thì nó sẽ tạo ra trong đầu khi anh em nhìn lại cái hình ảnh này, ví dụ như xem 1977 hoặc là xem những cái mà live stream kiểu này, thì anh em nhớ lại những cái thời kỳ ngày xưa. Đây, nếu mà nó gắt như này thì nó lại không giống lắm, nó vẫn còn tí màu, nhưng nó nhờ như này đấy, tương phản nó kém thì anh em lại có cái trí nhớ, nên tự nhiên anh em lại thấy những cái đấy nó quen, tự nhiên lại thấy những cái đấy nó đẹp. Đấy, thì thôi kể lại câu chuyện cũ, quên đi xà quá, mình cũng hay bị liên thiên.
mình cũng đang từ chuyện lọ đang sọ sang chuyện kia đấy. Thì cái thời kỳ đấy là mình sẽ lôi một cái máy ra để cho check ánh sáng nó xuyên qua cửa sổ, đơn giản vì thời gian. Đấy thì đầu tiên là trục xá phông nhá, sau đó thì ra ngoài đánh giá thực tế. Dịch lắm em ơi, giờ không đi được đâu đâu, giờ làm sao ra ngoài được, ra ngoài bị bế đi ngay. Ông donate tôi 3 triệu đi rồi tôi đi. Một ông donate 3 triệu xong là lấy giấy donate ra đi ra ngoài xong quay. 7D thì mới chơi bắt đầu ok mà, giá giờ nó cũng khá là rẻ, đấy là một chiếc máy rất là bền. Mà lấy 7D thì giờ giá nó cũng hợp lý, 3 triệu nhá, không phải 2 triệu đâu, phạt lên đến 3 triệu ấy. Thế là mình có một cái giấy rồi nhưng mà giấy đi chợ, sao vác máy ảnh đi review được. Cũng bí bích lắm chứ, mong muốn là đi ra ngoài, còn định đi làm chuyến đi xa, sau đó thì làm review mấy cái máy hot hot cho anh em xem là chụp thực tế nó như nào. Đó. Thì sau cái máy ảnh đầu tiên thì có một thời gian thì sau đó thì mình tiết kiệm thêm được một chút tiền thì mình quyết định là lên đời. Thì hồi đấy là review cửa hàng bây giờ có ai đâu. Rờ hàng bây giờ có 1-2 anh em đến đóng hàng cho anh em, còn lại làm online hết mà. Thôi em không toàn đấy, em không ai lên chém gió với các ông nữa. Anh em mất vui, em không chết đấy, em không toàn ấy, sợ lắm. Để mình xem bao nhiêu ngày mình chưa ra đường, một tuần mình chưa ra đường ấy. Mà khoảng 2 tuần rồi, mình 2 tuần gần đây mình ra đường được đúng một lần mình đi chợ. Bình thường thì hầu hết là nhà mình gọi đồ về, đúng không? Gọi mấy cái đồ sống ấy, gọi một loạt nhét tủ lạnh, sau đó là ở trong nhà thôi. Ở trong nhà quay vlog các thứ cho anh em, rồi lên những cái kế hoạch truyền thông, lên kế hoạch marketing, hoặc là lên những cái... Đây này, đợt này, giai đoạn này bọn mình sẽ dành rất là nhiều... Quên để cho màu cho anh chàng. Có rất là nhiều thời gian, bởi vì cái chinh phục nhiếp ảnh này thì bọn mình dự định là nó sẽ có 5 phần cơ. Thì đến thời gian này bây giờ bọn mình mới hoàn thiện chính thức là một phần, và một phần khác là đang sắp hoàn thiện, nó là phần 2 của chinh phục nhiếp ảnh. Thì cái cuốn chinh phục nhiếp ảnh quyển 1 này nó chỉ là cái quyển hướng dẫn, tức là bạn có thấy cái hình ảnh không? Nó là chúng ta sẽ kiểm soát được toàn bộ cái máy ảnh thông qua cái quyển chinh phục nhiếp ảnh 1. Cái ảnh bìa là bọn mình làm nhá, không phải lấy trên mạng nhá. Bọn mình tự chụp ấy. Có cái clip trên TikTok để hướng dẫn chụp cái ống tung tung, sau đó bọn mình chụp cái này. Thì thay vì cái ống thì bọn mình sử dụng là một cái máy ảnh. Và có slogan rất vui nhá. Chụp ảnh không đơn giản là ghi hình, mà bạn đang tạo ra cả một cái thế giới. Nghe rất ngôn tình đúng không anh em? Ở bên mình thì có nhận trả góp. Trả góp thì có hai hình thức, đó là trả góp qua thẻ tín dụng hoặc là trả góp qua bằng lái xe và sổ khẩu. Ui F0 thực sự thì nói thật là mình cũng muốn làm, kiểu nếu mà dính F0 thì mình cũng làm quả series vlog để cách ly lắm, nhưng mà nhà có mấy đứa trẻ con chết. Nhà mấy đứa trẻ con giờ cách ly toang anh em ạ. Toang mấy giờ nhỉ? Mấy giờ rồi anh em? Ôi ôi, 11 rưỡi rồi. Thôi nhá, có gì hẹn anh em hôm sau kể chuyện tiếp nha. Hôm nay là xong cái câu chuyện 400D. Hôm sau thì mình sẽ tiếp tục kể chuyện từ 400D lên đời con gì. Sau đó thì câu chuyện là tại sao mình lại có cái duyên đến với cái ngành nhiếp ảnh, hoặc là cái duyên tại sao mình có cái duyên đến với cái ngành bán máy ảnh như này nhá. Thì hôm sau anh em bắt đầu tiếp nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em hôm sau nhá. 11 rưỡi rồi, bây giờ phải đi edit load clip nhá. Edit load clip thì có gì hẹn anh em hôm sau nhá. Bye bye anh. Hôm nào kể chuyện tiếp nhỉ. Mai nghỉ để ngày kia bán máy. Hôm nay thứ mấy? Thôi hôm sau nhá, có gì mình sẽ thông báo anh em nhá. Hẹn anh em sớm, có gì có livestream thì anh em bay vào giúp mình nhá. Trêu với tôi chứ cũng không phải là bán máy bán mủng gì trên livestream đâu. Thì ngày kia nhá, hẹn anh em ngày kia vào mình sẽ bán máy khoảng 10 phút. Không phải bán máy mà thông báo chương trình 10 phút, sau đó ngày kia anh em mình gặp lại chém gió xem là mình đến với cái ngành bán máy ảnh thì kiểu gì nhá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em vào hôm sau. Bye bye. Kim Nguyên Thánh Thiết Bị.